Hello, xin chào các con, chào mừng con quay trở lại với khóa học Amos Online của Melis. Đây rồi, hello Nhật Quang, chào con nhé. Đây rồi, Linh Đan này, Bách này, Chí Hiếu này, các bạn đây rồi, Bờm này, Hoàng. Rồi, con đây rồi. Thầy trò mình đã không gặp nhau một tuần rồi đúng không con? Đấy, như hơn một tuần hay sao ấy nhỉ? Hơn một tuần, đúng không con? Hơn một tuần. Chúng ta chủ nhật tuần trước chúng ta cũng nghỉ này. Xong rồi thứ tư tuần này chúng ta cũng nghỉ đúng không con? Xong rồi đến tận chủ nhật tuần này cho mình phát được video bài giảng. Đây rồi. Chúng ta đã gặp nhau sau hơn một tuần đúng không? Rồi, thầy rất là nhớ con. Rồi con ạ, các ở buổi học trước ấy, thầy không hiểu sao hai lần liền cứ đúng là lúc phát bài giảng hôm chủ nhật và thứ tư của lớp Amos thì đường truyền mạng lại chập chờn, đặc biệt là cái hôm mà ông Trump và bà chú Un ấy gặp nhau. Thầy không thể phát được video bài giảng luôn các bạn. Thầy rồi, hello Quyên thầy con nhé, Nhi này, Khanh Khanh đúng không con, rồi Sơn này, Quỳnh Hương này, các bạn đây rồi, thì cho mình lại gặp nhau đây rồi. Rồi, hello Nhật Minh, trẻ con nhé, Sơn. Trẻ con ơi, thì như thường lệ đúng nhỉ, thầy trò mình sẽ lại sốc lại tinh thần, đúng không? Chúng ta lại sốc lại tinh thần bằng cách là chúng ta sẽ xem một video tạo động lực, đúng không nhỉ? Quyết tâm, đúng không? Ngày thi đến kỳ thi Amos thì cũng không còn xa nữa rồi, đúng không nhỉ? Chúng ta chỉ còn 1 tháng 3 ngày nữa, đúng không? Ngày 6 tháng 4 mà, 1 tháng 3 ngày nữa. Rồi, đây, hôm nay thầy đã chuẩn bị sẵn cho con một cái video ở đây. Rồi, hôm nay chúng ta xem video về một loài động vật đấy con ạ. Nhưng mà cái câu chuyện đằng sau đấy, thông điệp đằng sau đấy đưa ra rất là hay. Rồi nào, đây, tiêu đề của video là muốn thành công hay sống như chúa tể bầu trời. Con biết chúa tể bầu trời rồi đúng không? Là loài đại bàng đúng nhỉ? Thế thì không phải tự nhiên mà nó trở thành chúa tể được con ạ. Chúng ta xem điều gì nhá, điều gì ẩn sau nó nhá. Hello vị đẹp trai này con nhá, bắt đầu nào, đây. Vốn nổi tiếng là loài chim có tuổi thọ dài nhất trên thế giới. Những con đại bàng mạnh nhất thậm chí có thể sống lâu như con người, từ 70 đến 80 tuổi. Tuy nhiên, để làm được điều đó, chúng phải trải qua một quyết định quan trọng nhất cuộc đời khi đến tuổi 40. Đó cũng là thời điểm mà đại bàng phải lựa chọn giữa sống và chết, giữa đối đầu và từ bỏ cả cuộc đời. Đến năm thứ 40 của tuổi thọ, thông thường đại bàng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu tột cùng. Mỏ của chúng trở nên dài và khoằm, gần như chạm đến ngực. Móng vuốt cũng bắt đầu mòn, không thể bắt mồi hiệu quả được nữa. Không chỉ vậy, cả thân thể nó cũng dần nặng nề hơn. Do bộ lông ngày một dày thêm, khiến cho việc bay lượn trở nên khó khăn, không thể sải cánh bay cao như trước kia nữa. Trước sự thay đổi tàn nhẫn ấy của thời gian, nó chỉ có hai sự lựa chọn duy nhất. Một là phó mặc tất cả và tìm một chỗ chờ chết. Hai là thay đổi toàn bộ, đồng nghĩa với sự đau đớn tột cùng. Trong 150 ngày tiếp theo, đại bàng muốn sống sót phải đi tìm đỉnh núi cao nhất và an toàn nhất để làm tổ trên đó. Chúng sẽ không ngừng đập chiếc mỏ dài và khoằm vào vách đá, đập liên tục cho đến khi nó tự gãy và rụng ra, và dùng chính cái mỏ mới đó giật đứt từng sợi lông dày và nặng trên người mình, cũng như cắn đứt toàn bộ phần móng vuốt đã cùn ở chân. Cả quá trình không ngừng lột xác ấy kéo dài trong 5 tháng. 5 tháng của sự đau đớn, 5 tháng của sự đổi thay và cũng là 5 tháng của sự sinh tồn. Cái giá phải trả để tiếp tục tồn tại là quá lớn. Nhưng chỉ khi nào trải qua giai đoạn ấy, đại bàng mới có thể một lần nữa tung cánh thống trị trời cao. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng phải đưa ra những quyết định khó khăn như vậy để có thể hoàn toàn thay đổi nghịch cảnh của cuộc đời. Nếu chỉ biết phó mặc cho số phận, rút lui vì gặp khó khăn, chúng ta sẽ chỉ như một con đại bàng già cỗi, đánh mất toàn bộ vũ khí, không thể sống sót giữa thế giới động vật đầy khắc nghiệt và cạnh tranh. Ngược lại, thay đổi những suy nghĩ cũ, vứt bỏ những thói quen cũ, chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa và có cơ hội được sải cánh bay cao hơn, giống như sự tái sinh của loài đại bàng mạnh mẽ kia. Nếu bạn chọn thúc đẩy bản thân bằng quá trình vấp ngã đầy đau đớn, bạn sẽ không ngừng tiến bộ, không ngừng hoàn thiện và sớm muộn cũng sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Không có sự thay đổi nào dễ xảy ra, không có một thói quen nào dễ từ bỏ. Nhưng
Chỉ khi trải qua những đau khổ và khó khăn ấy, chúng ta mới có thể đi những chặng đường xa hơn và bay tới những tầm cao mới, gần đến thành công hơn. Đó con ạ, video của chúng ta hôm nay thì cũng không quá dài đúng không? Nhưng mà nó chia sẻ một câu chuyện về 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 con đại bàng. Và thầy nghĩ rằng là nó là một cái bài học đúng nhỉ, mà chúng ta có thể là rút ra cho riêng mình đúng không? Con thấy rằng là con đại bàng ấy nó không đơn, cái cuộc sống, cái cuộc đời của nó không đơn diễn ra đơn thuần là cứ ngày ngày già, gọi là từ gì là từ khi nở trứng rồi già đi rồi chết đâu. Đúng nhỉ? Và nó có một cái cột mốc rất là quan trọng đúng không, như họ nói đấy. Đây, đúng nhỉ? Khi mà đến tuổi 40 ấy thì nó phải trải qua một cái biến cố rất lớn trong cuộc đời. Con nào cũng thế con ạ. Đó là lúc đó cái mỏ của nó đã bị gọi là cũ quá rồi đúng nhỉ? Lông thì dày quá, móng vuốt thì cũng mòn rồi đúng không? Thế thì nó phải đứng trước một quyết định rất là quan trọng, đó là nó phải hoặc là đối mặt với cái chết, hoặc là nó phải bay lên đỉnh núi cao nhất và an toàn nhất để nó có thể làm tổ và quá trình lột xác diễn ra trong vòng 5 tháng. Đúng không nhỉ? Rất là đau đớn đúng không? Tự đập, các con hình dung là mình gọi là gì? Nó tự đập cái mỏ của nó vào vách đá mà để cho để tạo ra cái mỏ mới con ạ. Quá là khủng khiếp đúng không? Rồi. Và thậm chí là gì? Dùng cái mỏ mới đấy lại tiếp tục tự nhổ những cái lông thừa của mình đi để mọc những lông mới và tiếp tục lại tự tự cắn, tự tự cắn cái móng vuốt của mình đi. Đúng không nhỉ? Thực sự là một quá trình lột xác đầy đau đớn. Đúng không? Không hề dễ dàng chút nào cả. Thế nhưng mà sau đấy khi mà nó lột xác xong hết đúng nhỉ, thì nó lại 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 trở thành lại lại quay trở lại là chúa tể đúng nhỉ, chúa tể của bầu trời đúng không? Đó thế thì cái gì nó cũng có những cái giá của nó đúng không? Thầy hay chia sẻ với các bạn ấy, thậm chí nhá, những bạn mà học môn toán tiếng Anh từ những thời điểm cách đây khoảng độ hơn 2 năm ấy, ví dụ như trong lớp mình có bạn Huy đẹp trai chẳng hạn, một số bạn nữa học toán tiếng Anh với thầy từ rất sớm, thì lúc những ngày đầu, những buổi đầu video đầu tiên ấy, con biết không, thầy hay chia sẻ là này, lúc đấy ấy, thì cái tầm quan trọng của môn toán tiếng Anh nó rất là chưa được mọi người coi trọng, con hiểu không nhỉ? Đó thì lúc đấy thầy hay chia sẻ động viên các bạn là các con cố gắng là gọi là vững tin, hãy tin rằng là những công sức và những cái gọi là sự vất vả của mình ngày hôm nay bỏ ra ấy đúng nhỉ? Thì sẽ đến một ngày sẽ được đền đáp xứng đáng. Đó thế thì bây giờ ấy thì những bạn mà thông thường thì những bạn học môn toán ngay từ sớm thì bây giờ các bạn ấy sẽ có rất nhiều lợi thế hơn cho những bạn khác đúng không? Trong cuộc sống thế con ạ, đúng không? Có những lần mà chúng ta sẽ phải đối diện với cả những cái thử thách rất lớn, những cái vấp ngã, thậm chí đấy những cái gọi là quá trình lột xác như này đúng không? Bản thân thầy cũng trải qua những lần cái quá trình như vậy con ạ. Nó thực sự là không đơn giản, thế nhưng mà nếu mà vượt qua được ấy, con gần như trở thành một người con người mới luôn, lúc nào cũng rất là mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng và rất là quyết tâm đó trong mọi vấn đề của cuộc sống. Và các bài học con đại bàng cũng như vậy đúng không, đó không hoàn thiện, đó không có sự thay đổi nào dễ xảy ra và không có một thói quen nào dễ từ bỏ cả đúng không, nhưng mà nếu mà trải qua được rồi thì chúng ta sẽ đi đến những chặng đường xa hơn đúng không, đó thế thì rồi ok, cái bài học ngày hôm nay của thầy trò mình nó nhẹ nhàng nhưng mà sâu sắc đúng không nhá. Rồi câu chuyện về con đại bàng, thầy chia sẻ với con thêm một chút, đó là thầy rất là thích cái sự so sánh, họ hay so sánh con biết không, gọi là tầm nhìn, tức là một người có tầm nhìn đại bàng và một người có tầm nhìn chim sẻ, tầm nhìn đại bàng và tầm nhìn chim sẻ, không biết con có hiểu hai cái khái niệm đấy không, để chia sẻ một chút nhé. Như hôm nay liên quan đến con đại bàng, cái con chim sẻ, con biết con chim sẻ rồi đúng không, là con mà thỉnh thoảng mình gặp nó đúng không, nó bay ở cái tầm thấp thấp thôi, đậu ở những cành cây, đậu ở những dây điện, thậm chí nó đậu xuống mặt đất đúng không, đó thế thì tầm nhìn của chim sẻ, ý của họ muốn nói là đấy là những người mà có tầm nhìn gọi là ngắn hạn đó, những người mà không nhìn xa mà chỉ nhìn những cái trước mắt thôi, không nhìn được xa đó, và họ chỉ bay được cái tầm thấp thấp thôi. Còn những người mà có tầm nhìn đại bàng ấy, tầm nhìn đại bàng là những người mà con biết là con đại bàng ấy, rất ít khi mà chúng ta gặp nhìn thấy đại bàng ở trên cuộc sống này đúng không, rất ít khi, trừ khi là trên phim hoặc là ra những cái triển lãm thì có thể mới nhìn thấy được thôi, chứ bình thường chả mấy khi mình thấy nó. Bởi vì sao? Bởi vì cái con đại bàng hầu như là lúc nào nó bay cao, nó toàn bay cao thôi, và thậm chí là đồng bằng nó còn không có nó cơ đúng không, ở những cái vùng gọi là núi đúng nhỉ, những vùng cao thì mới có nó. Và con đại bàng ấy, nó cái tầm nhìn của nó rất là bao quát, rất là xa, rất là rộng,
đó, và mục đích là để là nó tìm con mồi mà, đúng không? Đó, và những người mà có tầm nhìn đại bàng ấy là những người có tầm nhìn xa, những người mà người ta chấp nhận gì nhỉ, chấp nhận những cái khó khăn, vượt qua những cái khó khăn thử thách ở trước mắt để họ đạt được những cái thành công lớn hơn trong tương lai, đúng không nhỉ? Đó, thế thì nhân tiện ở đây chia sẻ với con những điều đấy, và mong rằng là con hiện tại và trong tương lai con sẽ là những người mà có tầm nhìn đại bàng, đúng không nhỉ? Chứ mình sẽ không phải là những người mà có tầm nhìn chim sẻ, đúng không? Đó, quy luật sinh tồn đấy con ạ. Những người nào mà có tầm nhìn đại bàng, con biết rằng đại bàng đôi khi chim sẻ có khi lại là thức ăn của đại bàng, đúng không? Hơi phũ một tí nhưng mà thực tế là như thế. Mình phải cố gắng trở thành là những người có tầm nhìn đại bàng, đúng không nhỉ? Để mình trở thành người thành công trong cuộc sống nhá. Rồi, đã con ơi, thầy cho mình quay trở lại bài học ngày hôm nay nhá. Con ơi, đây, bài học ngày hôm nay thì trước khi mà bắt đầu bài giảng, thầy chia sẻ chút, hôm nay thì có đeo đeo mic đúng không? Tại vì là mấy hôm nay thầy bị ốm nữa đó, và thầy bị khản giọng một chút, thế thành ra thầy không nói to được ấy. Thế là thầy phải nhờ sự trợ giúp của micro, nhờ hỗ trợ thầy nữa. Rồi, thế nhân tiện đây thầy cũng chia sẻ nhé. Còn biết không, có những lúc mà thậm chí hiện hiện tại ấy, có những lúc mà thầy ốm ấy mà khản giọng mà đến mức là mà nói là ngại dạy thì không hẳn. Thế nhưng mà mình ngại rằng là trong quá trình dạy ấy, là vì thầy bị ốm ấy, thành ra là thỉnh thoảng lại ho này, hắt xì hơi này, đó, giọng thì nó hơi rát rát. Đôi lúc muốn bảo là cũng nghĩ trong đầu là hay là mình nghỉ, cho các bạn nghỉ, cho các bạn xin nghỉ một buổi ấy. Ở cái buổi trước, cái hôm thứ tư ấy, thầy chụp cái ảnh đúng không, thầy cũng có đeo cái mic đúng không, hôm đấy là thầy cũng đã ốm rồi. Thế, nhưng mà thầy vẫn quyết tâm dạy con ạ. Thầy tất cả các lớp, đặc biệt là lớp Amos, là thầy không hề mong muốn nghỉ đâu, bởi vì con sắp thi rồi, một buổi học của con cũng khá là quan trọng đúng không? Đó, và thầy thực sự là cũng rất là mong gặp các con, thầy không muốn nghỉ. Ốm thì nếu mà khản giọng thì thầy sẽ dùng mic đúng nhỉ? Và có một điều ấy, thầy xin muốn chia sẻ con này, cái sự quyết tâm ấy, đúng nhỉ? Cái ngọn lửa quyết tâm ấy, thì thực ra nếu mà trong trong cái cuộc khi mà cơ thể mình khỏe mạnh ấy, thì gần như là ai cũng có thể có được cái sự quyết tâm đấy, đúng nhỉ? Ai cũng sẽ gọi là gì, nắm chặt tay đúng không, hô hào, hô khẩu hiệu quyết tâm đúng không nhỉ? Thế nhưng mà thực ra ấy, đúng nhỉ? Cái bản lĩnh và những người mà gọi là chiến thắng ấy, là những người mà người ta duy trì được cả cái ngọn lửa quyết tâm đấy, ngay cả ở những cái thời khắc khắc nghiệt hơn, nhỉ? Ở những cái lúc mà mình ốm đau bệnh tật, ai vẫn duy trì được cái ngọn lửa đấy thì người đấy sẽ là người chiến thắng. Con hiểu không nhỉ? Nhá, cố gắng lên nhá. Các con trong cuộc sống cũng sẽ có những lúc trải qua những cái thời điểm như vậy đúng không? Những lúc mà mình ốm, mình mệt, mình không muốn học nữa, đúng nhỉ? Mình chỉ muốn nằm ngủ thôi, nhà chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, nhưng mà đôi lúc ấy thì mình cũng phải cố gắng, gọi là gì, động viên bản thân mình đúng không, cố gắng là nghĩ rằng là mình sẽ vượt qua được cái lúc khó khăn này đúng không nha. Rồi, cố gắng lên nhá. Rồi nào con ơi, quay trở lại với cả bài học ngày hôm nay thì thầy cho mình đang cùng nhau làm đề năm 2011 đúng không, thầy cho mình đã làm được 25 câu của cái tài liệu bảng số 3 rồi đúng không nhỉ, và bài toán gần nhất mà thầy cho mình làm ấy là bài toán số 25. Đó là bài toán mà họ cho các số từ 1 đến 1.200 viết liền, hỏi rằng là nếu mà chữ số 2011 tính từ bên phải sang thì là chữ số mấy đúng không? Thế cho mình đã làm được bài toán này rồi, không khó lắm đúng không? Hoặc bài toán liên quan đến diện tích phải chia hình ra đúng không nhỉ? Nhìn thế này là biết là phải chia thành các tam giác đúng không? Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu từ bài toán số 26 nhá. Cố gắng làm thật nhiều bài trong ngày hôm nay nào. Question 26 nào, đây các con ơi. Xem họ nói gì nào. A, B, C, D, A plus C, B plus C, A plus D and B plus D represent different numbers from 1 to 8. Họ nói là A, B, C, D, A cộng C, B cộng C, A cộng D và B cộng D biểu thị cho các số khác nhau từ 1 đến 8. Được không? If A is largest number among A, B, C and D, find the value of A minus B. Rồi giúp thầy nào. Cái bài số 26, thỉnh thoảng thầy hôm nay thầy trong quá trình dạy ấy, mà thầy có sụt xịt hoặc là ho khát xì hơi thì con thông cảm nhé, tại vì thầy vẫn chưa hết ốm ấy được không nhỉ. Rồi nhé các con ạ, với cái bài số 26 này thì đánh giá nó là một cái bài cũng tương đối là nâng cao, cũng tương đối là nâng cao. Chúng ta có về về nếu mà xét về mặt ẩn số thì chúng ta có bốn ẩn A B C D đúng không,
Và gần như là thầy trò mình không tạo được một cái phương trình nào cả, đúng không nhỉ? Họ chỉ nói là A, B, C, D, A cộng C, B cộng C, A cộng D, B cộng D, biểu thị cho các số khác nhau từ 1 đến 8 thôi, đúng không? A thì là số lớn nhất trong số A, B, C, D. Hãy tìm giá trị của A chữ B, tức là các cái thông tin họ đưa ra ấy, nó khá là chung chung, đúng không nhỉ? Thế thì với cái bài toán này, con sẽ phải tìm cách lập luận thôi ạ. Lập luận và mình xác định luôn là đọc đề là biết là bài này là cũng đang giải rồi, đúng không nhỉ? Rồi nhỉ. Chúng ta lập luận thế nào bây giờ con? Ngay từ con ạ, ngay từ những cái suy luận đầu tiên thầy đã đánh giá là cái bài này là bài không đơn giản rồi. Con sẽ phải bám víu vào là cái dữ kiện từ 1 đến 8 thì chắc chắn là thầy trò mình không bám víu được, bởi vì là nó không biết cái nào là một, cái nào hai ba bốn được, đúng không? Thì chúng ta bám vào cái này con ạ. A là cái lớn nhất trong bốn cái A, B, C, D. Rồi đây cái này, từ cái này con sẽ suy được này. Mình biết rằng là A, B, C, D thì chạy từ 1 đến 8, đúng không? A, B, C, D chạy từ 1 đến 8. Trong đó thì A là lớn nhất. Chúng ta có thêm các cái số nữa là A cộng C, B cộng C, A cộng D và B cộng D. Tức là nó gần như kiểu là các cái cặp tổng, đúng nhỉ? Tổng của hai của các cặp số. Rồi. Bây giờ từ cái dữ kiện A là số lớn nhất trong bốn số này, con thử suy luận cho thầy xem là giới hạn giúp thầy xem là A sẽ chạy từ khoảng nào đến khoảng nào. A lớn hơn hoặc bằng số nào và nhỏ hơn hoặc bằng số nào. Rồi giúp thầy nào. Chúng ta phải tìm cách giới hạn lại, đúng không? Chứ nếu mà để A chạy lung tung từ 1 đến 8 thì nan giải lắm, đúng không? Tìm cách giới hạn A lại. Chúng ta biết rằng là A, B, C, D này, một số tổng của một số cặp hai số là đều chạy trong từ 1 đến 8. Vậy A sẽ bị giới hạn lớn hơn được bằng gì và nhỏ hơn được bằng gì? Đây là điều đầu tiên con phải suy luận được này. Theo con, A lớn hơn bằng bao nhiêu và nhỏ hơn hoặc bằng bao nhiêu nhỉ? A là số lớn nhất. A là số lớn nhất trong bốn số này. Thầy ví dụ nhé. A chắc chắn là sẽ không thể bằng 8 được, đúng không? Bởi vì nếu A mà bằng 8 ấy, thì A cộng C hoặc là A cộng D nó còn vượt quá 8 rồi, đúng không? A không thể bằng 8 được. Nếu A bằng 7 được không? A bằng 7 thì điều gì xảy ra? Rồi này, Kiên có đưa ra một cái khoảng là A lớn hơn 3 và nhỏ hơn 8. Cái khoảng đấy thì nó vẫn hơi rộng, nó vẫn hơi rộng một chút, nó lại thử thu hẹp được nữa không? Con thử nghĩ xem là có thể thu hẹp được cái khoảng này nữa không? Khánh Linh cũng là A lớn 3 nhỏ hơn 8. Sơn thì là A bằng 6. Sơn ghi luôn cái kết quả luôn à. Rồi, thì cho mình sẽ để dành nhé. Cái kết quả cuối cùng để dành xem. Rồi. Nhật Nam giới hạn là A lớn 3 và nhỏ hơn 7. Gần được. Con ạ. Huy cũng ra là A lớn 3 nhỏ hơn 8. A không bằng 8 rồi này. A bằng 7. Để xem A bằng 7 được không nhé. Nếu A bằng 7. B, C, D. Con chú ý này. A bằng 7, B, C, D nhỏ nhất thì là 1, 2, 3 đúng không? 1, 2, 3, 7 nhé. A bằng 7. Khi đó chúng ta thấy rằng là cái số A ấy thì được cộng với C và cộng với D. Như vậy là nhỏ nhất ấy, thì A sẽ 7 và chúng ta sẽ có là tổng của 7, 7 cộng 1 và 7 cộng 2. Đúng không? Thì khi đó 7 cộng 2 thì lại lớn hơn 8 hết rồi. Do vậy A cũng không thể bằng 7 được. Đúng không? A không bằng 8, A không bằng 7. A bằng 6 là bắt đầu có thể được. Đúng không? A có thể bằng 6, tức là A nhỏ hơn là bằng 6. Đúng không con nhỉ? Đúng không? Đấy, mình đã loại một ngay lập tức mình loại được hai cái 7, 8 rồi. Bây giờ đến đến chặng dưới xem nó xem là như thế nào nhé. A là phải lớn hơn 3 đúng rồi, bởi vì là A là số lớn nhất mà. B, C, D nhỏ nhất là 1, 2, 3. Thì A ít nhất phải bằng 4. Đúng không? Thầy cho mình thử xem là A bằng 4 được không nhé. Nếu A bằng 4. Rồi, các này. Nếu A mà bằng 4 ấy, thì mình lại nghĩ ngay, A bằng 4, A là lớn nhất, thì B, C, D bằng 1, 2, 3. Khi đó chúng ta có bốn số 1, 2, 3, 4, đúng không? Nếu mà 1, 2, 3, 4 ấy, thì cái tổng tổng của cái cặp lớn nhất trong số đó là 3 cộng 4. Đúng không? 1, 2, 3, 4 mà. Thì cái tổng lớn nhất là 3 cộng 4. 3 cộng 4 mới bằng 7 thôi.
Do vậy là trong bốn trong trong tám cái số này chúng ta không có cái số nào ứng với số 8 cả. Đúng không? Họ nói là trong 8 cái này nó phải có một cái bằng 8 không? Nếu mà 1, 2, 3, 4 ấy, lớn nhất là 3 cộng 4, chưa có cái 8. Như vậy A phải lớn hơn 4. Đúng không? À, như vậy là A phải lớn hơn hoặc bằng 5 và nhỏ hơn bằng 6. Đúng rồi. Đó. Thế thì cái dữ kiện, cái thầy nghĩ rằng là cái lập luận là đầu tiên này đã là một cái thực cách đối với con rồi. Đúng không nhỉ? Tức là từ một cái dữ kiện mà nhìn nó có vẻ đơn đơn thuần là A lớn nhất trong ABCD thôi. Thế nhưng mà nhờ dữ kiện đó và nhờ cái việc là 8 cái số này chạy từ 1 đến 8, chúng ta thu hẹp được khoảng A rất nhiều, A chỉ có đúng một trong hai trường hợp thôi là 5 hoặc 6. Quá tuyệt vời đúng không? Đúng nhỉ? Rồi thế thì chúng ta sẽ chia làm hai trường hợp, đúng không? A gạch đầu dòng thứ nhất A bằng 5, gạch dòng thứ hai A bằng 6. Rồi, thế nhưng mà trước khi gạch đầu dòng như vậy thì các con sẽ thấy rằng là gì nhỉ? Chúng ta có tổng của 8 cái số này là chúng ta tìm tìm tổng. Tại sao lại nghĩ đến tổng này? Bởi vì thứ nhất là các cái số này này hoặc là ABCD hoặc là các cái tổng của một số cặp được tạo ra từ ABCD. Đúng không? Và chúng ta biết tổng 8 cái này thì chạy trong khoảng từ 1 đến 8 thì chúng ta sẽ nghĩ đến việc là tìm tổng của 8 cái này xem sao. Được không ạ? Nhá, tổng của 8 cái. Ví dụ như là những cái bài toán điền số ấy, những cái bài toán điền số ví dụ như là cho các số từ 1 đến 8 hãy điền vào 8 8 ô chẳng hạn, thì ví dụ vậy nhé. Thì lúc nào mình cũng nghĩ đến việc là gì nhỉ? Cộng tổng từ từ 1 đến 8 xem sao. Đúng không? Đúng nhỉ? Thế ở đây cũng thế, mình cũng cộng tổng từ 1 đến 8 thì sẽ được tổng của 8 cái số này. Đúng không? Để xem 8 cái này nào. A lặp đi lặp lại 3 lần, B lặp đi lặp lại 3 lần, C lặp đi lặp lại 3 lần, D cũng lặp đi lặp lại 3 lần. Quá tuyệt vời. Đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ có 3 lần đúng không? Tổng của A, B, C, D. Tuyệt vời quá rồi. Bằng tổng từ 1 đến 8, đúng không? Cộng từ 1 đến 8 bằng bao nhiêu nhỉ? 36 đúng không? 36, bởi vì từ 1 đến 9 là bằng 45 mà. Cái này sẽ là 36. Rồi. Như vậy tổng A cộng B cộng C cộng D đúng không? Nó sẽ bằng 12. Đúng không? Tốt quá rồi. Mà chúng ta lại gì nhỉ? Chúng ta lại lại giới hạn được A chỉ có thể bằng 5 và bằng 6 thôi. Bây giờ chúng ta chia trường hợp. Đúng không? Đến đây bắt đầu chia trường hợp này. Trường hợp thứ nhất, right, the first case A equals 5. A bằng 5. Đúng không? Nếu A bằng 5 nhé. Khi đó chúng ta có B cộng C cộng D bằng B plus C plus D equals 12 minus 5 equals 7. Bằng 7 đúng nhỉ? B cộng C cộng D sẽ bằng 7. Được không con? À xong rồi sao nữa vậy? Một số bạn đã đáp án bằng 3. Chúng ta xem có đúng là 3 không nhé. B cộng C cộng D bằng 7 này. Bây giờ chúng ta lại bắt đầu đi thử tiếp. Đúng không? B cộng C cộng D bằng 7. Do vậy ấy, nó sẽ suy luận ngay này. B, C, D không thể bằng 1, 2, 3 được. Bởi vì 1 cộng 2 cộng 3 thì mới bằng 6 thôi. Đúng không? Như vậy rằng là chúng ta có thể là B, C, D có thể là bằng gì nhỉ? 1, 2, 4 đi. Đúng không? À, tuy nhiên á, bởi vì số A được cộng với C và D. A được cộng với C và D. A thì bằng 5 rồi. Nếu mà mình để D bằng 4 thì nó to quá. 5 cộng 4 bằng 9. Do vậy chúng ta cho 1, D bằng 1 đi. D bằng 1, C bằng 2 và B bằng 4. Đảo đi một tí, đúng không? Với cái trường hợp 1, 2, 4 như này này, thì chúng ta có các số sau đây. 1, 2, 4, 5. Tiếp tục là A cộng C, đúng không? A cộng C bằng 7 này. Rồi, B cộng C bằng 6 này. A cộng D bằng 6 thì. Đúng nhỉ? B cộng D bằng bằng 5. Thì chúng ta bị trùng hai số 6 và không có số 8. Đúng không? Đúng nhỉ? 1, 2, 4, 5, 5, 6, 6, 7 là trùng vào số 5 luôn. Như vậy những cái trường hợp 1, 2, 4 này là không được. Đúng không? Không được rồi. 1, 2, 4 không được. Thế cho mình thử xem có trường hợp khác không nhé. Nếu mà đảo đảo C và D cho nhau không ăn thua. Đúng không? Bây giờ trường hợp khác là gì nhỉ? 1, 1, 5 thì càng không được rồi. 1, 3 xem nào. 1, 3, 3 cũng không được rồi. Trùng số 3. Đúng không? Nếu mà 2 xem nào. 2, 2, 3, 2 thì cũng không được. Vì trùng số 2. Do vậy ấy, con thấy rằng là trong trong cái trường hợp lớn là A bằng 5, B cộng C cộng D bằng 7, chúng ta chỉ có một trường hợp là D
ba số BCD ấy, sẽ ứng với 1, 2, 4. Nhưng trường hợp này cũng không được. Do vậy A không bằng 5. À, con hình dung được không nhỉ? À vậy chúng ta đến với trường hợp A bằng 6. Đấy, bằng 6. Được không nhỉ? Chúng ta sẽ có B cộng C cộng D bằng. Bây giờ thì B cộng C cộng D bằng bằng 6 thôi. 12 trừ 6 bằng 6. Đúng không? Rồi chúng ta xem nào. B cộng C cộng D bằng 6. Chúng ta lại thử như vừa nãy. Đúng không? À, 1, 2, nhưng bây giờ là 1, 2, 3. Đúng nhỉ? 1, 2, 3, thử xem. Nếu 1, 2, 3 chúng ta có A cộng với C, A cộng C bằng 8 này. Rồi, B cộng C bằng 5 này. A cộng D bằng 7 này. Có vẻ đẹp đấy nhỉ? B cộng D bằng 4, quá tuyệt vời. Đúng rồi. Với trường hợp B cộng C cộng D bằng 6, A bằng 6, chúng ta ngay lập tức tìm được trường hợp C, BCD ấy, ứng với ba số là 1, 2, 3. Như thế này. Đúng không? Và khi mà mình cộng các bốn cái tổng còn lại, ra chính xác bốn số còn lại trong khoảng từ 1 đến 8. Đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng không? Quá tuyệt vời luôn, đẹp luôn. Vậy chúng ta tìm được A trừ B. A trừ B sẽ bằng 6 trừ 3 và bằng 3. Đúng rồi, chính xác. Đúng không nhỉ? Cảm ơn Nhật Nam, Thiện Trung. Đúng rồi, Khoa. Đúng rồi, cảm ơn Khoa, cảm ơn con nhé. Nhật Minh, Khánh Linh, Minh, chính xác rồi. Cảm ơn tất cả con. Ba là đáp án chính xác. Thế thì con thấy rằng là rồi, thỉnh thoảng thấy bị gọi là nó hơi bị kiểu như là bị khó thở ấy, không sao, đúng không nhé. Tình cảm thấy hơi dừng lại một tí. Con thấy rằng là cái bài toán số 26 ấy, từ một cái bài toán lúc ban đầu là chúng ta có bốn lần và với các cái dữ kiện khá là chung chung, đúng không? Thế nhưng mà thầy trò mình đã mở mở gọi là mở khóa bài dựng gọi là nhận gỡ rối bài toán một cách dần dần, từ việc là đầu tiên quan trọng nhất đấy con ạ. Thầy nghĩ cái bước này là bước quan trọng nhất này, đúng nhỉ? Cái bước này mà mình không tìm ra ấy là nó cực kỳ khó khăn. Quan trọng nhất của cái bài toán này là con phải giới hạn được A chạy trong khoảng hoặc 5 hoặc 6, chỉ có đúng hai giá trị đó thôi, đúng nhỉ? Là bước quan trọng nhất luôn. Sau đó đến một cái bước này thì thầy nghĩ là con nhiều bạn sẽ nghĩ ra này, đúng nhỉ? Từ 1 đến 8 thì con sẽ tìm được cái tổng tổng của 8 số đó và con sẽ nhận ra là A, B, C, D mỗi cái xuất hiện 3 lần, đúng không? Tìm được tổng của 4 cái này là bằng 12. Đó, ghép hai cái này với nhau là mình sẽ xét được các cái trường hợp nó rõ ràng rành mạch hơn, đúng không? Đáp án chính xác câu 26 là ba nhé, khá là hay, đúng không? Rồi cảm ơn con nhé. Quang Minh Quyên chính xác rồi. Huy đẹp trai. Linh Đan cảm ơn con. Câu số 27 nào. Question 7, alright, 27. Đây xem bọn nói gì nhé. The total age of a family with 5 members is 121. Tổng tuổi của một gia đình với 5 thành viên là 121. The following table shows the sum of ages of four pairs of family members. Họ nói là cái bảng bên dưới chúng ta thấy tổng tuổi của bốn cặp thành viên gia đình. 2 người 1, 2 người 1, 2 người 1. For example, the total age of Alan and Betty is 19. Ví dụ như là tổng tuổi của Alan và Betty là bằng 19. Đây, dòng 3. What is the age of mother? Vậy hãy tìm tuổi của mẹ. Tìm tuổi của mẹ. Bài số 27 theo Sơn ra bằng 50. Các bạn khác còn nghĩ sao? Nó ra 50 không? Để giới bảng bài này nha. Cái bài số 27 đấy con ạ. Thì mặc dù là bài đứng đằng sau bài 26, nhưng mà thầy đánh giá bài 26 là bài khó hơn. Cái bài 27 ấy thì nó lại không khó, bởi vì là ở đây chúng ta mặc dù có nhiều ẩn, đúng không? Chúng ta có cha, mẹ, Alan, Betty, Catherine, tức là 5 người ứng với, mình có thể coi là 5 ẩn số, đúng không? 5 người và 5 ẩn. Rồi, 5 người 5 ẩn. Thế nhưng mà họ lại cho mình tương đối là nhiều dữ kiện. Và mình có thể gọi là tạo ra khá nhiều phương trình. Cụ thể ấy, là con sẽ viết được ra tận 5 phương trình luôn. Thì như thầy đã chia sẻ đấy, cứ số ẩn bằng số phương trình thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể giải được. Và những bài toán như vậy không được coi là những bài toán khó, đúng không? Rồi nào, cho mình làm nhé. Tổng tuổi của 5 người là 121. Thầy viết tên các chữ cái đầu tiên nhé. Father này, mother này, được không nhỉ? Ba bạn kia là ABC, đúng không? ABC, đúng không nhỉ? Equals 121, 121. Rồi rất thì bạn đã ra là 50 rồi, rất là tốt. Khánh Linh, Huy này, Bờm,
Minh, Quỳnh Hương, Hoàng Minh, cảm ơn con nhé. Khoa này, rồi tiếp tục chúng ta có F cộng M95, đúng không? Rồi, chúng ta viết các ẩn là thôi, đúng nhỉ? Bài này con hoàn toàn có thể làm được rồi, rất là tốt. Mother AM cộng A, đúng nhỉ? Thì bằng 52. Tiếp tục là A cộng B bằng 19. Rồi, sau đó chúng ta có cái cuối cùng là B cộng C bằng 24. Đó, đúng không? Cứ số ẩn bằng số phương trình là chúng ta hoàn toàn trong khả năng làm được, đúng không nhỉ? Rồi, thế con nhìn thấy ngay là bên trên này là tổng của 5 cái, đúng không? Dưới này chúng ta có tổng của một số cặp 1, đúng nhỉ? F cộng M thì chỗ này cũng có F cộng M, đúng nhỉ? Chỗ này có A cộng B thì mình kiếm A cộng B ở đây nhét vào, đúng không? Rồi, tức là chúng ta sẽ cộng hai cái này với nhau này. Đó, thậm chí là chúng ta cộng thêm một cái nào đó nữa, đúng không? FMAB, FMAB, cái kia còn C nữa. À thôi, cộng bốn cái này với nhau thôi, đúng không? Là tìm được C rồi. Để đánh đánh ký hiệu phương trình nhé. 1, 2, 3, 4, and 5, đúng nhỉ? 2 cộng 3, đúng không? Chúng ta có gì? Chúng ta sẽ có tổng của F cộng M cộng A cộng B. F, M, A, B. This equals 2 cộng 4 chứ, đúng nhỉ? Thầy ở đây thầy ghi nhầm đấy. 2 cộng 4. 95 cộng 15, đúng không? Là bằng 114, đúng nhỉ? Ngay lập tức chúng ta, sau đó chúng ta lấy 1 trừ đi cái này, đúng không? 1 trừ đi cái này, chúng ta sẽ có là C bằng 4 cái này mất rồi. 121 trừ 114, C sẽ bằng 7, đúng không? Xong một cái. Thay C vào đây tìm được B, đúng không nhỉ? B bằng 24 trừ 7, đúng không? Bằng 17, đúng nhỉ? Rồi, đó là B. Tiếp tục chúng ta cứ thay dần vào thôi, đúng không? Lại thay vào đây tìm được A. A bằng 2, đúng không nhỉ? Tiếp tục thay vào đây tìm được M. Dễ quá rồi, M bằng 52 trừ 2. Chính xác rồi. Đáp án tuổi của mẹ là bằng 50. Không khó, đúng không? Rồi, đó là câu 27 nhé. Cảm ơn Kiên. Rồi, cảm ơn Chí Hiếu, cảm ơn con. Không khó nhé. Rồi, câu 28 nè. Question 28. Xem bọn nó gì ở câu 28. À thế à, vì câu có cách ngắn hơn là đúng rồi các bạn. Thực ra ấy, trong cái bài toán giải phương trình ấy, trong những cái bài toán giải phương trình nói chung thì sẽ có nhiều cách, đúng nhỉ? Nhiều cách, ví dụ con có thể sau này con sẽ được học rõ hơn là gì nhỉ? Phương pháp khử này, phương pháp thế này, phương pháp gọi là, nói chung là nó có nhiều cách để giải phương trình. Tuy nhiên cuối cùng thì cũng ra đáp án giống nhau, đúng không nhỉ? Rồi, cảm ơn con nhé. Cảm ơn Thiện Trung. Câu 28 nhìn đề có vẻ dài này, các con xem nhé. Bus services are available between two terminals A and B. Các cái dịch vụ, đúng là chúng ta có cái dịch vụ xe buýt, đúng không? Giữa hai cái terminals, cái gọi là ga đi, có phải là điểm dừng không? Tại gọi điểm dừng nhé. Hai điểm A và B. The buses travel at uniform speed and the ride takes 2 hours in each direction. Các cái xe buýt này ấy, thì nó di chuyển với tốc độ uniform, là tốc độ không đổi. Bình thường con biết từ uniform là đồng phục, đúng không? Trong toán, khi mà gắn với từ speed, nó có nghĩa là tốc độ không đổi. Cứ đi đi đều đều đều, đều như vậy, không nhanh không chậm, mà cứ đi mãi như vậy, đúng không? Không đổi, không đổi. Và the ride, và cái chuyến đi này thì mất 2 giờ. Đi theo chiều nào cũng mất 2 giờ. Từ A về B hay là từ B về A đều mất 2 giờ, đúng không? Rồi. A bus leaves each terminal every 60 minutes, và các cái xe buýt ấy, thì nó sẽ rời các cái điểm A và B cứ mỗi 16 phút là nó xuất bến một lần. 16 phút, 16 phút, 16 phút, 16 phút, được không nhỉ? Tiếp tục nha. Angela took a bus and left terminal A at 1 o'clock p.m. Angela thì lên xe buýt, đúng nhỉ, đón xe buýt và rời cái điểm A vào lúc 1 giờ chiều. Along the way, she first met a bus from Terminal B at 1:05 p.m. Và dọc đường đi ấy, thì cô ấy nhìn thấy cái xe buýt đầu tiên mà đi theo chiều ngược lại, đúng không? From Terminal B là đi theo chiều ngược lại vào lúc 1:05 buổi chiều. Find the total number of buses from Terminal B that Angela will meet before she arrive at Terminal B. Hãy tính tổng số xe buýt mà từ cái ga, cái điểm B á,
mà Angela sẽ nhìn thấy trước khi cô ấy đến điểm B. Đó, nói chung là cô ấy bắt một cái xe buýt ở điểm A và cô đi về phía B. Thì trên cái chặng hành trình đi ấy, thì cô sẽ nhìn thấy những cái xe buýt đi từ B ngược về A. Hỏi suốt cái chặng hành trình đó cô ấy nhìn thấy tất cả bao nhiêu xe buýt đi từ B. Rồi giúp thầy nào. À đúng rồi. Ok, Huy còn có cách cũng rất là hay đúng không? A thì bằng 121 trừ đi, đúng rồi, mình ghép F cộng M. Đúng, cũng hay, chính xác. B cộng C. B cộng C. Ừ đúng. Rất là nhanh đúng không? Rồi cảm ơn con, là tìm được A. Sau khi tìm được A thì tìm được M. Đúng rồi, cảm ơn Huy nhá. Rồi, rất là tốt. Nào, các con bài tiếp theo nào, bài số 28 nào. Đề bài hơi dài nhưng mà chung quy lại là có một số ý chính, đúng rồi. Là một một lần đi thì xe buýt sẽ mất 2 tiếng để đi từ A về B. Có hai dòng xe buýt đi ngược nhau. Và mỗi một cái xe buýt thì cứ 16 phút xuất bến một lần, 16 phút xuất bến một lần. Angela thì lên một cái xe buýt và ở điểm A vào lúc 1 giờ chiều. Dọc đường đi thì lần đầu tiên cô thấy cái xe buýt là vào lúc 1 giờ 5 phút chiều. Và hãy tính tổng số xe buýt mà cô nhìn thấy trên đường đi. Theo Nhật Quang là 6, Hoàng là bằng 4. Các bạn khác còn nghĩ sao? Thầy nghĩ rằng là nhé. Ngon ạ. Cái trước tiên là về mặt cảm giác thì thầy cảm giác là nó có vẻ nhiều hơn 4 hoặc 6 ấy nhỉ? Con có nghĩ như vậy không? Thầy cảm giác như vậy thôi. Từ lúc đầm rồi. Ở cái bài này nó có một cái ý, nó có một cái ý rất là hay. Thứ nhất là sao con ra là bằng 4 hoặc 6, nó nhỏ như vậy rồi. Nào các bạn khác con nghĩ sao? Theo Hoàng là 7. Rồi các bạn khác nào. Cái dữ kiện mà các con sẽ cần phải khai thác đầu tiên đấy, đó là dữ kiện là cái xe buýt đầu tiên mà cô ấy nhìn thấy mà đi từ B ấy, là vào lúc 1:05. 1 giờ 5, 5 phút buổi chiều. Xe buýt đầu tiên đi từ B mà nhìn thấy trên đường là 1 giờ 5 phút. Rồi, Nhật Quang có ghi là còn 1 tiếng 55 phút nữa thì Angela sẽ đến điểm kia đúng không? Thầy phân tích theo ý của con nhé. 1 giờ 5 phút là thấy một cái này. Thì còn lại 1 tiếng 55 phút tức là 65 là 115 phút đúng không? Thầy giả sử rằng như các con nhé, 115 phút này. Trong vòng 115 phút này thì cứ 16 phút một lần đúng không? Chúng ta chia cho 16. Thì cái này nó bằng khoảng bao nhiêu không? Gần 10 đúng không? Thầy thử thế nào. Rồi. À, có 7 thôi à? Hơn 7 một tí thôi à? Ừ, 115 trên 16 mà. Đúng rồi, chứ 10 là 160 cơ. 7.1875. Tức là theo con thì trong khoảng thời gian 115 phút còn lại thì cô ấy sẽ gặp 7 chiếc xe buýt nữa đúng không? Rồi rất nhiều bạn ra bằng 7 này. Kiệt Phong, Khánh Linh, Nhật Nam, Minh là bằng 9. À, Minh quyết định lên 10. Nghe càng tăng. Quỳnh Hương cũng nghĩ rằng là 7. Bách là 7. Bầm là 7. Chiếu là 7. Rồi các con ạ. Cái bài toán này nó hay ở chỗ này. Rồi, nó hay ở chỗ này. Đó là nó có một cái bẫy ở đây các con ạ. Nó có một cái bẫy rất là nguy hiểm ở đây nhé. Vào lúc 1 giờ 5 phút buổi chiều rồi thì cô ấy gặp cái xe buýt đầu tiên đi từ B. Đúng không con? Thế nhưng mà con chú ý này. Các con sẽ phải tìm xem là cái xe buýt mà đi từ B này này. Thầy ví dụ nhé. Để thầy vẽ hình minh họa cho người con dễ hình dung hơn này. A này, B này. Được không? Cô ấy vừa mới xuất phát đến cái điểm này thôi, đúng không? Mới đi được 5 phút thôi mà. Mới đi được 5 phút là đã gặp một cái xe buýt ở đây rồi. À, đó. Bạn Hoàng Minh, bạn ấy có ghi một ý mà có thể là giống với ý mà thầy đang định nói này. Tức là nhưng mà trong lúc đi thì các xe khác cũng đi. Đây, thầy phân tích con nhé. Để thầy giải thích rõ hơn này. Sau 5 phút là thấy một cái xe. Đúng nhỉ? Đang đi theo chiều ngược lại. Thì các con tính là từ đây, cô đi từ đây đến chỗ này là mất 115 phút đúng không? Rồi, thế nhưng mà những cái xe mà các con, 7 cái xe mà các con kể ra ấy, 7 cái xe đó là gì? Là nó xuất phát từ B vào lúc sau đây này. 1 giờ 5 phút cộng với cả 16 là 1 giờ 21 đúng không? 1 giờ 21 là có một cái xuất bến này, từ B này, 1 giờ 21.
đúng không? Tiếp tục cộng 16 nữa, đúng không? Là 1 giờ 37, tiếp tục cộng 16, 1 giờ 43, cứ như vậy, đúng không con? Tức là các con đang tính các cái 77 cái xe buýt trong cái khoảng thời gian 115 phút còn lại. 115 phút đúng không? Rồi. 115 phút còn lại. Thế nhưng mà thế này này, nó có một cái nguy hiểm ở đây là cái xe buýt mà gặp ở đây này con này, được không? Thì các con thử tính cho thầy cái thời gian nhé, thời gian mà cái xe buýt cô ấy gặp ở chỗ này, cái thời gian mà nó bắt đầu xuất phát từ B là lúc mấy giờ? 1 giờ 5 phút ấy thì nó đi đến đây. Thế nhưng mà cái thời điểm mà nó xuất phát từ từ ga từ từ bến B ấy thì là lúc mấy giờ? Giúp thầy nè. Cái xe buýt này gặp ở đây nhé, chắc chắn là nó phải xuất phát từ rất là sớm, con công nhận đó nhé. Bạn bạn Angela bạn đi 5 phút bạn ấy gặp. Thế nhưng mà cái xe buýt đấy nó phải đi một cái quãng đường rất là xa thì 1 giờ 5 phút nó mới ở đây, thì lúc mấy giờ thì cái xe buýt này xuất phát từ B? Con có hiểu ý thầy không nhé? Nó đi, nó phải xuất phát từ một cái mốc thời gian khá là sớm thì 1 giờ 5 phút nó mới ở đây được. Hỏi cái xe buýt này này xuất phát từ B lúc mấy giờ? Biết rằng là nếu mà đi cả cái hành trình này ấy thì luôn mất 2 tiếng, luôn mất 2 tiếng. Theo Minh là cái nó sẽ xuất phát tại B lúc 11 giờ 44 phút. Các bạn khác còn nghĩ như vậy không? Theo Nhật Quang là nó xuất phát tại B vào lúc 11 giờ 5 phút. Rồi các bạn khác còn nghĩ sao? Đây các bạn ạ, cái chìa khóa của cái bài toán này chính là cái câu hỏi này đấy, chính là cái câu trả lời mà con đưa ra này. Cái xe buýt gặp tại đây lần đầu tiên ấy xuất phát tại B lúc mấy giờ? Nhật Quang quyết định đổi thành 11 giờ 10, Minh là 10 giờ 44. Rồi các bạn khác con nghĩ sao? 10 giờ 44 hay 11 giờ 10, hay là kết quả là gì nào? Khoa thì nghĩ rằng là 11 giờ 10. Rồi các bạn khác còn có nghĩ như vậy không? Nhật Minh cũng là 11 giờ 10. Rồi thế thì cái chỗ này là cái quan trọng nhất này, mình phải tìm được cái lúc mà cái xe này nó xuất phát tại B nhá. Xem nào, nó đi mất 2 tiếng đúng không? Đúng ra nó đi cả quãng đường AB ấy thì mất 2 tiếng. Đúng không? Nếu mà mình lấy 1 giờ 5 phút mà trừ đi 2 tiếng ấy thì là 11 giờ 5 phút, đúng nhỉ? Nếu mình trừ đi 2 tiếng nhá thì là 11 giờ 5 phút. Thế nhưng mà nếu mà nó xuất phát từ lúc 11 giờ 5 phút ấy mà đến tận 1 giờ 5 phút buổi chiều thì nó phải đi đến A rồi chứ, đúng không? Tại vì 2 tiếng mà, 11 giờ 5 phút đến 1 giờ chỉ 1 giờ 5 phút là đi đến A rồi, đi hết cả quãng đường AB rồi. Nhưng rõ ràng là nó chưa đi hết AB, đúng không nhỉ? Nó còn cách AB, nó còn cách điểm A một khoảng thời gian là 5 phút, đúng không? Như vậy là chúng ta phải lùi cái thời gian xuất phát tại bến, lùi 2 tiếng nhỉ? Tiến đi, thầy còn có dùng từ tiến đi. Chúng ta phải tăng cái khoảng thời gian xuất phát lên 5 phút, đúng không? Tức là thực ra nó mới đi được 55 phút thôi. Chứ, thật sự nó không phải 55 mà là nó mới đi được 1 tiếng 55 phút. Đúng không? Nó chưa đi được 2 tiếng đâu. Đi 2 tiếng thì đến A rồi. Do vậy mình phải tăng cái, tức là mình phải cho nó xuất phát muộn hơn 5 phút. Đúng không? Nó xuất phát từ lúc 11 giờ 10 phút. Chính xác rồi. Xuất phát từ lúc 11 giờ 10 phút. Bây giờ nhiệm vụ của con. Rồi, bây giờ con sẽ luận tiếp này. Rồi, một số bạn đã tăng số xe lên thành, rồi một số bạn đã tăng số xe lên thành 11, chúng ta xem đúng không nhá. Hello Dương, chào con nhá. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phân tích tiếp này con này. Bây giờ ấy, con sẽ thấy một cái vấn đề là vừa nãy là thầy viết một số cái mốc thời gian ở đây đúng không? 1 giờ bao nhiêu nhỉ? 1 giờ 21 này, 1 giờ 37 này, đúng không? 1 giờ 43 này. Thế nhưng mà con sẽ thấy một cái vấn đề là như này. Cái bạn Angela ấy, bạn ấy không chỉ gặp những cái xe buýt vào lúc sau 1 giờ, mà bạn ấy sẽ gặp những cái xe buýt xuất phát từ 11 giờ 10. Cứ cách 16 phút là bạn ấy sẽ gặp tất cả những cái xe buýt đấy. Các con có công nhận không? Nhá.
cái xe buýt 11:10 là xe bạn đã gặp đầu tiên. Thế thì ví dụ cộng thêm 16 phút nữa là 11:26 thì bạn ấy cũng phải gặp cái xe đấy chứ. Đúng không? Bởi vì cái xe đấy nó đi đi sau cái xe này. Đúng nhỉ? Bạn ấy gặp cái xe này đầu tiên thì 16 phút sau bạn ấy gặp cái xe 11:26. Đúng nhỉ? Rồi lại cộng thêm 16 là 11:32, bạn ấy cũng phải gặp chứ. À đúng không? 16. Đúng rồi. 42, 42. Đúng không nhỉ? Con thấy vấn đề không? Đó, tức là ấy, cái bài này nó có một cái bẫy ở đây đúng không nhỉ? Nếu như mà mình chỉ lấy 115 phút chia cho 16 thì chúng ta đã bị bỏ quên mất khá nhiều cái xe buýt mà xuất phát ngay sau cái xe này. Đúng không nhỉ? Bởi vì chúng ta phải tính tất cả những cái xe mà xuất phát từ lúc 11:10 trở đi cơ, chứ không phải là từ 1 giờ chiều trở đi. Đúng không? Rồi, bây giờ các con thử tính cho thầy xem nào. Bây giờ ấy thì con lại phải tính này. Tất cả những xe buýt từ lúc 11:10. Từ lúc 11:10 đến cái thời điểm nào nhé, thì thôi này. Đến cái thời điểm mà khi bạn Angela này bạn ấy đi đến B. Bạn Angela đi đến B vào lúc mấy giờ nhỉ? Bạn ấy xuất phát lúc 1 giờ thì bạn ấy sẽ đến B vào lúc 1 giờ cộng thêm 2 tiếng nữa là lúc 3 giờ chiều bạn đến B. Đúng không? Lúc 3 giờ chiều thì bạn ấy đến B. Đó, đúng không? Thế thì chính xác rồi, cảm nhận Quang. Hello Pháp nha, trẻ con. Các con phải tính tất cả số xe chạy trong khoảng này mới là đáp án đúng. Đúng không nhỉ? Bạn ấy sẽ gặp tất cả các cái xe xuất phát từ B trong trong khoảng thời gian này. Đó, và hình như đáp án lớn hơn 11 thì phải. Theo Khoa là 14, các bạn khác con nghĩ sao? Con nghĩ là 14 không? Rồi, thế bây giờ thì cho mình tính khoảng thời gian thôi, đúng không nhỉ? Chúng ta có 10, 12 giờ, 13, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 tiếng, 4 tiếng trừ đi 10 phút. Và là bằng 230 phút, đúng không? 230 phút, bây giờ mới chia cho 16 này. Đúng nhỉ? 16 phút xuất phát một lần, 230 chia 16. Đúng không? Có sẽ ra bao nhiêu nhỉ? 14.375, đúng nhỉ? 14.375. Thế thì các con chú ý này. Rồi, rất nhiều bạn ra lòng 14 đúng không? Nhật Quang, Minh, Bờm, Hiển, Khoa, Nhi, Huy, này, Nhật Minh, Thiện Trung. Rồi, rất nhiều bạn ra lòng 14. Thế thầy thử đọc lại câu hỏi xem các con có lăn tăn điều gì không nhé. Find the total number of buses from terminal B that Angela will meet before she arrives at terminal B. Hãy tính tổng số lượng xe buýt mà cô ấy gặp xuất phát từ B, những cái xe buýt mà xuất phát từ B mà cô ấy sẽ gặp trước khi cô ấy đến điểm B. Rất nhiều bạn ra là 14 này, Hoàng Minh, Huy, Huy đẹp trai, Khánh Linh, Bách được ra 14. Cái phép chia này các bạn ạ. Cái phép chia này thì đúng là kết quả nó là 14.375. Đúng không? Và theo các con thì chúng ta sẽ làm tròn xuống bao nhiêu nhỉ? Làm tròn xuống 14 xe đúng không? Đúng không nhỉ? Rồi, Sơn, Chí Hiếu đều ra 14. Quỳnh Hương cũng ra 14. Rồi nhá, thế thì bây giờ thầy sẽ thử một cái khoảng thời gian khác nhé. 11:10 là cái xe đầu tiên rồi đúng không con? Bây giờ thầy cộng thêm 16 phút nữa là bằng 11:26 được không? 11:26 nhé. Thầy tính từ xe thứ hai đi. 11:26 tức là thầy sẽ trừ cái khoảng thời gian này đi 16. 230 trừ đi 16 phút là còn 214 phút thôi. Đúng không? Bây giờ thầy lấy 214 chia 16 xem có bao nhiêu xe nhé. Việt Phong và Huy đẹp trai ra lời 4 này. 214 này chia cho 16. Đúng nhỉ? 214 chia 16 là ra 13.375, 13.375. Đúng không nhỉ? Thế đang phải kiểm tra lại một tí này. 11:10 cứ cộng thêm 16 phút đến 3 giờ chiều. Tổng là bằng 4 tiếng trừ đi 26 phút, 240 trừ 26, đúng rồi là 214. 214 chia cho 16 thì chúng ta sẽ có 10. Ở đây. Rồi. Nào các con. À, tức là cái này rồi, hoặc là thầy thầy thầy
Thầy quay lại một chút nhé, thầy quay lại cái này một chút này. Đây, 11 giờ bao nhiêu nhỉ? 11 giờ 10 này. Cái số này là bằng 200, vừa nãy là 230, đúng không? Rồi, xấp xỉ 14. Thế còn chú ý này, ở đây nó có một cái bẫy nữa. Rồi, cái bẫy này cũng khá là nguy hiểm. Khánh Linh ra 14, tất cả có thể ra 14 đúng không? Thế thì con chú ý này, mình sẽ xem là chúng ta đang định tính cái gì nhé. Chúng ta có tổng thời gian là 230 phút. Hai xe buýt thì cách nhau xuất phát bến cách nhau một cái khoảng thời gian là 16 phút. Đúng không? Chúng ta đang lấy tổng thời gian chia cho khoảng thời gian giữa hai lần xe buýt xuất bến nhé. Tổng thời gian này, thầy cho mình lấy tổng thời gian chia cho khoảng thời gian giữa hai lần xe buýt xuất bến. Con nghe có thấy quen quen không? Ví dụ nhé, nó có bài toán này nó giống hệt này. Thầy có một quãng đường của thầy dài 100 m. Quãng đường dài 100 m. Cứ giữa hai cái cây, khoảng cách giữa hai cây là 10 m. Khoảng cách giữa hai cây là 10 m. Câu hỏi đặt ra là có tất cả bao nhiêu cây trên cái con đường này? Các con thấy giống nhau đúng không? Thực ra đây chính là bài toán trồng cây này. Nhưng đây là gọi là chuyên đề bài toán trồng cây, bài toán khoảng đúng không? Chúng ta đi lấy tổng quãng, chúng ta lấy tổng quãng đường chia cho khoảng cách giữa hai cây thì sẽ ra số khoảng, đúng không? Vấn đề ở đây là đáp án 10 này, cái số 10 này, kết quả 10 này hoặc là 14 này này. Đây là số khoảng giữa hai cây hoặc là số khoảng giữa hai xe buýt xuất bến. Đúng không? Đó, thế thì đây là số khoảng thôi, còn nếu mà muốn tính cây hoặc là muốn tính xe buýt ấy thì là mình phải cộng thêm một đơn vị. Đúng không nhỉ? Rồi, do vậy á, đáp án chính xác của cái bài toán số 28 ấy nó phải bằng 14 cộng 1, đúng không? Và 15 xe buýt tất cả cơ. Tổng cộng là bạn ấy gặp 15 cái xe buýt tất cả trên chặng hành trình này. Đúng không? Rồi nó hay ở chỗ đấy, đúng không? Rồi cảm ơn Quỳnh Hương, Hoàng, Hoàng Minh, Kiên, Bờ, Vi đẹp trai, Trung Kiên, Khoa, chính xác rồi. Được không nhỉ? Thế thì các con chú ý cái này nhé. Đi thi nếu mà có thì mình cũng ghi nhớ để mình không bị nhầm nhé. Nó cũng hơi hơi hiểm hóc đúng không? Cái đầu điểm đầu tiên của cái bài toán này là họ bẫy con là cái xe buýt gặp đầu tiên ấy, lúc 1 giờ 5 phút chiều thì sẽ rất nhiều bạn là tính tiếp đúng không? 115 phút còn lại lấy 115 chia 16. Đúng không nhỉ? Đấy là cái bẫy thứ nhất là chúng ta phải đi tìm cái mốc thời gian mà cái xe buýt đầu tiên gặp được ấy xuất bến bệnh và ở B lúc mấy giờ cơ. Đúng nhỉ? Đó, bởi vì cái khoảng thời gian mà chúng ta cái khoảng thời gian mà các xe buýt gặp gặp bạn Angela ấy là xuất bến từ B ấy là rất là dài chứ nó không chỉ thu hẹp từ 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều. Đúng không? Đó, nó chạy từ 11 giờ 10 phút cơ đến 3 giờ chiều. Bẫy thứ nhất. Bẫy thứ hai là khi chúng ta lấy tổng thời gian chia cho khoảng thời gian xuất bến giữa hai xe thì sẽ ra số khoảng, đúng không nhỉ? Còn tính số xe buýt thì mình phải cộng thêm một đơn vị lấy số khoảng cộng 1, đúng không? Hai cái bẫy liền. Rồi cảm ơn con nhé. Đáp án bài toán này là bằng 15. Rồi cảm ơn Trung, Nhi, Nhật Minh, Thiện Trung, cảm ơn con, Khánh Linh, Huy. Rồi khá là hay đúng không nhỉ? Bài toán số 28 khá là hay. Thế thì con ạ, lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm là cứ mà mình gặp những cái bài toán là kiểu xe buýt xuất bến này, đúng không? Thì là con sẽ gặp những cái bài, thầy tin là con đã từng làm những bài kiểu này, những cái xe buýt xuất bến đấy. Thì thầy thường hay nghĩ đến hai dạng bài. Cái dạng bài đầu tiên ấy là dạng bài tìm bộ số chung. Con nhớ không nhỉ? Một số bài họ yêu cầu ví dụ là xe buýt 10 phút xuất bến một lần, bến khác thì 15 phút, bến khác 21 phút chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ tìm bộ số chung, đúng không? Hoặc là cái dạng thứ hai mà chúng ta hay gặp, đây là bài hôm nay là bài bài toán khoảng, đúng không nhỉ? Họ cho khoảng thời gian giữa hai lần xuất bến là 16 phút. Nhưng mà mình sẽ sử dụng cái đấy để tính số khoảng, đúng không nhỉ? Chứ không tính ra được là số xe buýt nhá. Rồi, ok. Câu số 29 nào. Cảm ơn con nhá. Question 29, xem bạn nói gì câu số 29 nào. Đây. Bài số 29 thì thầy nghĩ là con sẽ làm tốt này, không khó lắm này. The following figures shows a rectangle with dimension 177 cm by 176 cm. Rồi chúng ta có một hình vuông kích cỡ 177 176. It is partitioned into 11 squares of different size. Và cái hình này nó được chia thành 11 cái hình vuông.
với kích cỡ khác nhau như hình vẽ. It is known that the largest square is of size 99 centimeters, and the square on its right is of size 78 centimeters. Và họ nói rằng là chúng ta biết rằng là cái hình vuông lớn nhất với cạnh là 99 cm đây. Và hình vuông ở bên phải của nó là 78 cm. Đó, họ vẽ cho mình rồi, rất là dễ nhìn. Find the area of the smallest square. Hãy tính diện tích của hình vuông nhỏ nhất. Rồi nào, giúp thầy nào. Hình như một số bạn ra 15 đúng không? Rất nhiều bạn ra bằng 15 này. Trung, Khánh Linh, Huy đẹp trai, Huy, đúng nhỉ? Quang Minh đều ra là bằng 15 ở câu số 29. À, thật sự lỗi, 15 chắc là cái xe buýt thôi. Đúng nhỉ? Chưa phải là bài 29 đúng không? Rồi nào, thầy xóa bảng nhé. Con nghĩ bài 29 nào. Rồi, thầy chia sẻ lại một chút này. Cái tài liệu mà thầy cho mình đang học ấy là kỳ thi học sinh giỏi toán của nước Singapore ấy, kỳ thi học sinh giỏi toán của nước Singapore. Và các cái và cái đề này này nó cũng có 30 câu. Đề vòng 1 của họ ấy cũng có 30 câu. Và mỗi câu là thời gian trung bình là 3 phút cho một câu. Đúng nhỉ? Còn kỳ thi AMOS, con biết rằng là AMOS cũng là một kỳ thi của đất nước Singapore. Đúng nhỉ? Thế thực ra ấy thì chia sẻ với con một cái điều này nhé. Ví dụ trong một cái đất nước, trong một nước ấy thì ví dụ như Việt Nam mình có kỳ thi học sinh giỏi toán ví dụ là toàn quốc thì có thể kể đến là toán tuổi thơ này, đúng nhỉ? Olympic cấp quốc gia này, đúng nhỉ? Một số kỳ thi như là MITS MIT này, đúng nhỉ? Đó là những một số kỳ thi điển hình nổi bật của Việt Nam đúng không? Thế con thấy ấy, trong một đất nước ấy thì những cái người mà ban tổ chức của kỳ thi ấy, ban tổ chức của cái kỳ thi đấy thì thông thường ấy là ban tổ chức của những kỳ thi họ sẽ đều mời những cái chuyên gia về cái môn học đấy của cái đất nước đấy mời về để ra đề thi. Các con hiểu như thế không nhỉ? Đó, ví dụ như ban tổ chức của kỳ thi MIT cũng sẽ mời những cái chuyên gia trong lĩnh vực toán học để về ra về để làm đề. Kỳ thi toán tuổi thơ cũng họ cũng sẽ mời, báo toán tuổi thơ sẽ mời. Đó, kỳ thi Olympic cấp quốc gia cũng thế, họ cũng sẽ phải liên hệ với cả các chuyên gia toán. Thế thì các cái kỳ thi mà thông thường mà trong một đất nước nhé, con ạ, của cùng một đất nước thì con khi mà con làm nhiều con sẽ thấy có cảm giác là nó na ná nhau, na ná nhau. Tại vì là quanh đi quẩn lại ấy, thì trong đất nước đấy thì chỉ có vài chuyên gia gọi là hàng đầu, con hiểu không nhỉ? Họ mời những chuyên gia hàng đầu mà, thì những cái ông hàng đầu đấy là cứ thế là được mời thôi, kỳ thi nào cũng được mời. Và những ông đấy là những người nghĩ ra đề, đúng không, con hiểu không nhỉ? Do vậy cái kỳ thi này này là các câu hỏi là kỳ thi học sinh giỏi của quốc gia Singapore, các mỗi câu hỏi là trung bình là 3 phút một câu. Còn kỳ thi AMOS cũng của Singapore, cũng là kỳ thi có thể coi là kỳ thi học sinh giỏi tiếp đi của Singapore, và trung bình là 4 phút một câu. Cái thời gian giữa hai kỳ thi, dạng đề thì giống hệt nhau nhé, đều là điền đáp số, đúng nhỉ? Thời gian dành cho hai dành cho mỗi câu hỏi của hai kỳ thi là cũng tương đối xem nhau, một cái 3 và cái 4 phút. Đó, thế thì con sẽ hình dung rằng là kỳ thi AMOS nó sẽ hơi nâng cao hơn một chút so với kỳ thi này. Được không nhỉ? Nhá. Đó, thì khi con làm thì con sẽ định hình được là mình đang ở cái tầm nào. Khi mà mình thi AMOS ấy, thì nó sẽ nhỉnh hơn một chút so với kỳ thi này về mặt độ khó ấy. Được không nhỉ? Rồi nào, câu số 29, một nhiều bạn có vẻ là ra vào 49 đúng không? Kiên để Huy đẹp trai, Nhật Quang, Bờm, Khoa, Sơn, Hoàng Minh, Trung đều ra là 49 này. Khánh Linh này. Rồi, thầy cho mình cũng làm nhé. Thầy sẽ phóng to cái này lên này. Thầy ghi hai cái cạnh vào đây cho nó. Cái này là 177 đúng không? Cái bên này là 176. Ví dụ các con ạ, ví dụ như cái bài này này là các con gần như là phải phải phải, phải làm tốt về toán này bởi vì nó trong khả năng các con làm được. Đó. Là những cái bài này đúng ra là sẽ phải không được nhầm này. Thầy nói thế không biết là có bị lộ là đấy là ý như thế là con đang nhầm không. Rồi nào, ok, để cho mình chữa nha. Chúng ta có này, rồi cái bài toán này nó giống như kiểu là thầy cho mình đang đi chơi một cái trò xếp hình ấy. Thế bây giờ chúng ta tìm độ dài cạnh của những cái miếng nhỏ hơn đấy, đúng không? Quỳnh Hương ra là bằng 81 cm vuông, chúng ta xem đáp án nào đúng nhá. Bắt đầu này, cái cạnh này bằng 99 đúng không? Cạnh của cái to to này bằng 99.
Chúng ta lấy cạnh của to to trừ đi cạnh bé thì chúng ta sẽ ra cái cạnh còn lại này này. Cái đường này nhé. Đúng không? Đây. Chúng ta sẽ tính được cái đường này, cạnh của cái hình vuông này. Đó, đúng không? Cạnh này này. Đó. Lấy 99 trừ 78, đúng không? Sẽ ra được cái này. 99 trừ 78 sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Thầy ghi số ở đây nhé, nhưng mà con chú ý là cái số ở đây này là thầy đang ghi độ dài cạnh chứ không phải diện tích nhé. Độ dài cạnh không phải diện tích đâu. 99 trừ 78 21. Đúng không? Ô to một tí, 21. Rồi, tiếp tục này. Bây giờ chúng ta lại lấy cái cạnh 78 này trừ đi 21, đúng không? Chúng ta sẽ ra cạnh của cái hình vuông này. 7 78 78 trừ 21 là bằng 50 57. Nhá, độ dài cạnh nhá, không phải diện tích nha. Khoa chọn độ 81 giống như là Quỳnh Hương. Rồi chúng ta xem nào. Hai bạn đội 81 rồi. Rất nhiều bạn đội 49 đang thả tốc độ thì phải. Nào, tiếp tục các con. Bây giờ bóc tách tiếp này. Bây giờ là dùng cái gì chứ cái gì đây? Để cho mình xem nào. Rồi cái này chưa được này. Bây giờ chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta có cái cả cái này con này. Cả cái chiều này nhé. Đó, cả cái đoạn từ trên xuống dưới này là bằng 176 đúng không? 176. Thì chúng ta lấy 176 này trừ đi 78 này, đây 78 đây, đúng không? Trừ đi 57 này. Thì sẽ ra cạnh của cái hình vuông dưới này. Đúng không? Rồi, 176 trừ đi 78 trừ đi 57. Con sẽ tính ra bằng 41 đúng không? Cái này là 41 này. Rồi, Khánh Linh và Trung cũng ra là 81. Thế cho mình lại bóc tách tiếp nha. Rồi bây giờ lấy cạnh 57 này, 57 này, đây 57, trừ đi 41 thì ra cái hình vuông nhỏ nhỏ này đúng không? 57 trừ 41 bằng 16, đúng không? 16. Tiếp tục bóc tách tiếp, 41 trừ 16 bằng 25, đúng không? Tiếp tục lại bóc tách tiếp, 25 trừ 16 bằng 9, đúng không? Cái hình vuông nhỏ nhỏ này, cuối cùng các con sẽ ra là bằng 9. Này, đúng nhỉ? Cạnh nhé, từ nãy giờ là thầy trò mình đang nói chuyện với nhau là cạnh đấy, cạnh của các hình vuông đấy. Cạnh của hình vuông nhỏ nhất là bằng 9, cạnh bằng 9 thì diện tích của nó bằng 81. Chính xác rồi, chúc mừng các bạn chọn đội 81, chúng ta đã giành chiến thắng ở câu số 29 này rồi. Cảm ơn Nhật Nam, Bờm, Minh, Khánh Linh, chúc mừng các bạn chọn đội 21 nhé, Khoa và Quỳnh Hương, cảm ơn con, Quyền. Rồi, thế thì con thấy là tại sao thầy lại nói rằng là cái bài này đúng ra con phải làm đúng, đúng không nhỉ? Bởi vì con thấy là nó không hề khó đúng không? Nó không hề khó một chút nào cả. Và thậm chí là những cái bài này đúng ra là phải đẩy lên cao hơn. Nếu thầy là người ra đề thì sẽ đẩy lên cao hơn vì nó không khó. Đúng không? Có những bài khó hơi là khó. Ví dụ như bài bài đầu tiên, bài 26 ấy, ABCD ấy. Đúng không nhỉ? Rồi, bài này hoàn toàn trong khả năng con làm được. Nhưng mà phải tính cẩn thận một chút thôi. Đúng không? Rồi, đáp án chính xác là bằng 81 cm. Chú ý là trong cái bài này là thầy nghĩ là họ cũng hơi bẫy một chút thôi. Đó là họ cho mình các thông số là cạnh, đúng không? Và thông thường ấy, khi mà con làm đôi khi con tập trung gọi là tập trung quá vào cạnh ấy, khiến mình quên mất là câu hỏi đang hỏi về diện tích. Là có những bạn ấy sẽ ghi đáp số là 9, đúng không? Vì mình cứ ghi này mà. Nên là đến lúc mình quên mất là ôi chết rồi, từ nãy giờ là mình đang làm việc với cạnh chứ không phải là với diện tích, đúng không? Do vậy là sau khi tính ra cạnh thì phải tính nốt diện tích bằng 81 nhé. Rồi, cảm ơn các con, chính xác rồi. Chí Hiếu, Nhật Minh, Huy, Thiện Trung, Nhi. Đó, như thầy đã chia sẻ với các con ấy, đó là kỳ thi Amos thì có 30 câu và trung bình như những năm trước từ đúng từ 24 câu trở lên là sẽ đạt giải cao, đúng không? Do vậy là con phải chắt chiu từng câu hỏi mà trong khả năng mình làm được, đúng không? Nó chắt chiu từng câu đấy mà phải thật là cẩn thận, phải đúng đấy, gần như thế đấy, đúng nhỉ? Đó, còn những câu mà ngoài khả năng của mình ấy thì cái đấy thì đúng là phải trông chờ một phần vào sự may mắn nữa, đúng không? Biết đâu một phút xuất thần, đúng không? Rồi nào, giúp thầy câu số 30 nào. Câu 30 này cũng khá là hay này. The figure below shows the right angle triangle ABC with angle B equals 90 degrees and AC equals 18 centimeters. Given that the lengths of AB and BC differ by 6 centimeters, find the area of the triangle ABC. Rồi giúp thầy nào. Rồi, Nhật Quang đã trở lại rồi. Ok, giúp thầy nào, câu 30. Câu 30 ấy, là một câu mà nếu như mà các con học, mà nếu như mà các con đang là lớp 7, lớp 8 ấy,
mà cụ thể hơn là những bạn nào mà đã học định lý Pythagore ấy và đã học về căn bậc 2 thì cái bài toán số 30 có thể coi là một bài cực kỳ dễ. Tất nhiên rằng là kỳ thi Amos thì lại thông thường là dành cho các bạn lớp 6 hoặc là đầu lớp 7. Đúng không? Thế do vậy là với cái bài toán như vậy, bài 30 này mà các con chưa được học, những bạn mà chưa biết về định lý Pythagore, chưa biết về cái căn bậc 2, cái mà giống như cái ô ấy, giống như chữ V ấy, đúng không? Thì nó lại trở thành một cái bài toán khá là cũng khá là nan giải. Đó các bạn ạ. Thế thì đúng rồi, định lý Pythagore. Đó. Thế thì thầy sẽ chia sẻ với con cả hai cách nhé. Cả cách gọi là chưa biết Pythagore và cả cách biết Pythagore rồi thì sao nhé. Được không? Đầu tiên thầy trò mình sẽ làm theo cách gọi là không biết Pythagore. Đúng nhỉ? Chúng ta sẽ làm theo đúng lớp lớp 5, lớp 6 nhé. Bài toán này các bạn lớp 5 vẫn cũng làm được con ạ. Nếu như mà con gọi là nhạy bén, nhạy bén. Rồi, ok, Huy cũng đã học về Pythagore rồi đúng không? Cả về rồi nào. Để xem nào. Cái bài toán này họ cho chúng ta là góc B là góc vuông rồi AC bằng 18, thầy ghi 18 ở đây để cho con dễ nhìn. 18. BC và AB và BC thì hơn kém nhau 6 đơn vị. Hiệu số giữa BC và AB là bằng 6 cm. 6 cm. Tính diện tích của tam giác ABC. Theo Kiệt Phong là 4.5. Rồi, nè, các bạn khác. À, Hoàng bảo là tháng 4 cuối lớp 7 thì mới thi. Rồi, con có thể vẫn có thời gian để ôn luyện thêm đúng không? Rồi nào. Cái kỳ thi Amos ấy, trong lúc con nghĩ cô 30 thì cũng chia sẻ này. Kỳ thi Amos thì cũng hơi có một cái bất cập một chút các con ạ. Hơi cái bất cập một chút đó là họ giới hạn về độ tuổi như vậy mà lại không phân theo đúng khối lớp ấy. Ví dụ họ nói luôn là những bạn học lớp 6 đúng không? Thì được tham gia, tức là họ giới hạn theo khối lớp ấy, thì cái mặt bằng chung kiến thức giữa các con sẽ đồng đều hơn. Thế nhưng mà họ lại giới hạn theo ngày tháng năm, ngày tháng năm sinh đúng không? Thế do vậy thành ra là một số bạn thì lớp 6, một số bạn thì lớp 7. Thế thành ra là những bạn ở lớp 7 ấy, con sẽ có lợi thế nhiều hơn so với bạn lớp 6. Đúng không? Vì tranh nhau một khối lớp là cả một vấn đề đấy. Là các bạn lớp 7 là sẽ biết nhiều kiến thức gọi là hay ho hơn lớp 6. Có nhiều vũ khí lợi hại hơn. Đúng không? Nhưng mà thôi, sân sân chơi của họ, quy định là của họ đúng không? Thầy trò mình cứ tuân thủ và chúng ta cứ cố gắng hết sức thôi. Đúng không nhỉ? Làm hết khả năng có thể của mình. Đúng nhỉ? Để mình không phải hối tiếc điều gì thế là được rồi đúng không nhỉ. Đấy ạ. Ở đây Kiệt Phong bảo là chắc con làm sai đấy. Đó, thì cho mình xem nhé. Nào chúng ta có là đầu tiên đấy con ạ, với cái bài toán này thầy không biết là các con đã gặp cái bài toán như thế này ở đâu chưa. Thế nhưng mà với các bạn lớp 5, lớp 6 chưa học Pythagore mà để làm được cái bài toán số 30 này ấy, thì thầy nghĩ là hoặc là con phải cực kỳ gọi là nhạy bén, sắc bén, gọi là có trí tưởng tượng phong phú và thậm chí là phải hay chơi Lego thì sẽ làm tốt bài toán số 30 này. Đó, bạn nào mà hay chơi Lego á mà thậm chí là trí tưởng tượng phong phú một chút này, đó là sẽ làm rất tốt. Con nhìn nhé, bây giờ thầy sẽ gợi ý cho con này. Thầy gợi ý nhé. Thầy gợi ý cho con là nếu như chỉ với một hình tam giác ấy, chúng ta tính diện tích của tam giác này đúng không? Nhưng nếu mà chỉ dùng một hình tam giác như thế này này thì tính rất khó. Bây giờ con tưởng tượng nhé, tưởng tượng là mình có bốn cái miếng Lego như này. Nhá, bốn cái miếng hình Lego hình tam giác như này. Và con thử lắp ghép bốn miếng đó như thế nào đó để mình có thể tính được diện tích của nó xem nào. Một cái thì khó nhưng mà bốn cái mà lắp ghép lại thì lại không khó lắm. Và con Thúy thì chia sẻ thêm là cái cách lắp bốn miếng này nó khá là đặc biệt nhé, nó khá đặc biệt. Thầy gợi ý nhé, gợi ý là cái con lắp bốn miếng này thành một cái hình chữ nhật, à thầy xin lỗi, thành một cái hình vuông nhé. Bốn miếng này con lắp thành một cái hình vuông. Và cái hình vuông này nó đặc biệt ở chỗ là hình vuông này là một cái hình vuông có một cái khoảng trống, có một cái lỗ ở giữa. Các bạn ạ, nhé. Thầy nhắc lại này.
gì nhỉ? Hoàng có ghi là lắp thành hình thoi cạnh 18. Rồi, gần gần như thế, đúng rồi. Hoàng ơi, lắp thành hình vuông cạnh là 18. Rồi, thầy gợi ý cho con đấy. Lắp thành một cái hình vuông với cạnh là 18, tức là cạnh AC này. Cạnh AC này con đặt ra ngoài, đặt ra rìa ngoài để làm cạnh. Bốn cái đều như vậy nhé. Bốn cái tam giác, bốn cái miếng đấy đều đặt cạnh AC ra ngoài. Con vừa rồi được không? Nhé. Mình vẽ lên một cái hình vuông đi. Đúng nhỉ, rồi mình chia sau. Đúng không? Cạnh AC là 18 đặt ra ngoài. Còn cạnh kia thì chui vào trong. Như này, đúng không? Phúc ra là bằng 135, chúng ta xem có đúng là 135 không nhé? Rồi, các cạnh khác cũng cũng 18 ở ngoài đúng không? Chúng ta đặt. Cái này cao lên một tí đi. Như thế này. Rồi, đó, được không? Đó, buồn. À, được không nhỉ? À, đây, một số bạn đã biết cách ghép rồi đúng không? Sau khi mà con ghép xong rồi ấy, con thử nghĩ cho thầy xem tính diện tích như thế nào. Nhé. Thầy nghĩ là thầy tin rằng là khi mà con ghép xong rồi ấy, thì con hoàn toàn có khả năng tính được diện tích của nó. Đây, hai tam giác này. Ờ, không phải, cái này thì lắp sai, cái này không thể như này được, đúng nhỉ? Nó phải như thế này. À, đây, đó, hai miếng đúng không? Hai cái tam giác này. Tiếp tục nhá, một cái nữa. Như thế này, cong vào đây một tí nữa, đó, ba cái nhá, thì ghép ba cái rồi nhá, cái cuối cùng đây, rồi quá đẹp đúng không nhỉ? Thầy vẽ ở đây nó hơi méo một tí đúng không nhỉ? Các con vẽ vuông vắn nào ấy thì nó sẽ ra cái hình đẹp hơn. Rồi. Rồi mình ghép xong rồi đúng không? Nó có một cái lỗ ở giữa đây đúng không? Đúng không con? Cái ở giữa là phần khoảng trống. Và đặc biệt hơn đấy, đặc biệt hơn là cái khoảng trống ở giữa này nó lại là một cái hình vuông nhỏ. Bởi vì nó có bốn bốn góc vuông và con thấy rằng là à con bây giờ nhé, giờ thầy chưa cần nói vội mà con thử tính giúp thầy này. Tìm giúp thầy cạnh. Rồi, cạnh của hình vuông nhỏ này bằng bao nhiêu? Cạnh của hình vuông nhỏ bằng bao nhiêu nhé? Cạnh của hình vuông nhỏ là bằng bao nhiêu? Đẹp mà, Trung ơi, quá đẹp luôn. Rồi, mặc dù các bạn ạ, hồi mà thầy còn bé thì thầy không có điều kiện để chơi Lego đâu. Mà không biết là lúc đấy có Lego chứ nhỉ? Tầm những năm 1990 mấy á, chắc chưa có Lego đúng không? Đó. Thế nhưng mà bây giờ thì thầy vẫn vẽ rất là đẹp đúng không nhỉ? Rồi, Kiên là ra bằng 72. Rồi, một số bạn khác cũng ra 72. À, Hoàng cũng ra 72 đúng không? Rồi, con thấy này, cái cạnh của hình vuông nhỏ ấy, cạnh của hình vuông nhỏ nó lại hay ở chỗ là à, nó chính bằng là độ dài của một cạnh thấy ví dụ là cạnh BC đúng không? BC này, chính bằng BC trừ đi độ dài cạnh AB. Có nhận ra điều đấy không nhỉ? Nó chính bằng hiệu số giữa BC và AC. Nó hay ở chỗ đấy, đúng không? Khi mà mình ghép như này này, đó cái phần cạnh của hình vuông nhỏ nó chính bằng hiệu số giữa độ dài cạnh này trừ đi cạnh này. À, thì cái này bằng 6. Quá tốt rồi. Vậy hình vuông nhỏ diện tích là 6 bình hoặc là 6 x 6. Hình vuông lớn là bằng 18 nhân 18 đúng không? Chúng ta lấy 18 nhân 18 trừ đi 6 nhân 6. Đúng không? Thì cái này là bằng 4 lần diện tích của hình tam giác mà mình đang đi tính. Do vậy chúng ta phải chia cho 4. Đúng không? Đó, đáp án là bằng 72. Chính xác rồi. 72 đó là đáp án chính xác của bài toán số 30. Cảm ơn con, cảm ơn đẹp trai chị Hiếu Quỳnh Hương. Đúng không nhỉ? Con thấy không? Đúng nhỉ? Cái bài toán số 30 này là một cái bài toán mà thầy nghĩ rằng là nó sẽ là một bài toán khó đối với những bạn mà chưa từng làm nó bao giờ. Và đặc biệt là khó hơn nữa là với những bạn mà không chơi Lego đúng không? Rồi, bởi vì là không ai nghĩ rằng là mình đang đi tính một cái hình tam giác mà tự nhiên lại
không ai có một cái hướng đi rằng là nhân bản cái tam giác đó lên thành bốn miếng cả, đúng không? Gần như là không có mấy bài như thế, đúng không? Đặc biệt là những bạn mà không chơi Lego thì càng không liên tưởng được như thế, đúng không? Đó, và nhân bản lên bốn miếng mà lại còn sắp xếp theo một cái cách nó rất là kỳ lạ thế này cơ, đúng không? Thì càng không nghĩ đến. Thế nhưng mà thầy nghĩ là rằng là cái bài toán này thì nó lại trở nên rất là dễ đối với những bạn mà đã từng làm nó rồi, đúng không? Khi mà mình đã từng làm nó rồi thì con thấy rằng là à, mình biết thừa cách làm rồi, đúng không? Giống như chơi Lego ghép bốn miếng vào với nhau tạo thành một cái khoảng trống ở giữa, đúng không? Là hình vuông. Đó, cạnh của hình vuông nhỏ chính là hiệu của hai hai cạnh đã cho, đúng không nhỉ? Rồi, thì đây là cách thứ nhất, đúng không? Đây là cách để dành cho những bạn lớp 5 và lớp 6 khi mà con chưa học cái định lý Pythagore, chưa học các hàng đẳng thức đáng nhớ, tí nữa thầy nói rõ hơn nhé. Bây giờ thầy trò mình sẽ đi làm cái cách thứ hai, là cách mà gọi là ăn gian một chút, chứ mà sử dụng kiến thức lớp 7 và lớp 8 định lý Pythagore và hàng đẳng thức đáng nhớ nhé. Rồi thầy trò mình sẽ làm cách thứ hai này. Cách thứ hai ấy thì lại không cần chơi Lego, rồi ạ, lại không cần chơi Lego, bởi vì là thay vì chơi Lego thì chúng ta lại được cung cấp những cái vũ khí toán học gọi là tối tân hơn, những cái vũ khí, những công thức toán học tối tân hơn. Thế thì cái định lý Pythagore là như thế nào? Có một nhà toán học tên là Pythagore, đúng nhỉ? Rồi, và ông ấy tìm ra một cái điều, rồi ông ấy tìm ra một cái điều là trong một cái tam giác vuông đấy con ạ, trong tam giác vuông ABC như này nhé, đó thầy gọi tên các cái cạnh này nhé, cạnh AB, con chú ý này, cạnh cạnh AB thì nó không có điểm C, đúng không? Cạnh AB không có điểểm C, thầy gọi cái này là C đi, đúng không nhỉ? Cạnh AC không có điểm B, thì gọi cạnh này là B. Cạnh BC không có điểm A, thì gọi cái cạnh này là A, được không? Thì ông ấy nghĩ, ông ấy tìm ra một cái chân lý, một cái định lý, đúng không nhỉ? Đó, luôn đúng với mọi tam giác A, mọi tam giác vuông. Đó là cạnh, sau này con sẽ học cái cạnh mà không dính dáng gì đến góc vuông này này. Đây là góc vuông nhé, cạnh mà không dính dáng đến góc vuông, hay gọi là cái cạnh dài nhất của tam giác vuông ấy, người ta gọi là cạnh huyền, đúng không? Một số bạn biết rồi, đúng không? Cạnh huyền bình phương sẽ bằng tổng bình phương của hai cạnh còn lại, tổng bình phương của hai cạnh còn lại, được không nhỉ? A bình sẽ bằng B bình cộng với C bình, đúng với mọi tam giác vuông. Điển hình nhất, hay gọi là điển hình nhất của các tam giác vuông là tam giác có độ dài ba cạnh là 3 4 5. 3 4 5 là một tam giác vuông có các cạnh rất khá đẹp, nhưng mà lại liên tiếp nhau nữa. 5 bình phương này bằng 4 bình cộng 3 bình. Ở trên YouTube ấy, tí nữa thầy sẽ thử tìm xem có cái video để chứng minh định lý Pythagore này không nhá. Rồi, thầy thử tìm luôn nhé. Rồi, thầy thử tìm luôn này. How to prove Pythagore. Có một cái video rất là hay để thầy tìm lại. Đây, đâu rồi, đâu rồi. Đây, 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 đây. Thầy cho mình xem luôn. Đây nhé, con nhìn này. Cái video này thầy sẽ giải thích một chút này. Họ làm một cái thí nghiệm, đúng không? Họ làm một cái thí nghiệm là họ vẽ một cái tam giác vuông nhé. Đầu tiên họ có một tam giác vuông ở giữa, con nhìn thấy không? Màu vàng á. Sau đó là họ tạo ra những cái khoang chứa nước hình vuông, cái hình vuông nhỏ này này thì có độ dài cạnh bằng bằng cái cạnh này của tam giác vuông, hình vuông bên dưới này có độ dài cạnh bằng cạnh này của tam giác vuông, hai cái cạnh mà dính dáng đến các vuông ấy, còn một cái khoang chứa nước cuối cùng to nhất thì có độ dài cạnh bằng cạnh huyền hoặc là cạnh lớn nhất của tam giác vuông, đúng nhỉ? Sau đó họ xoay cái này đi, được không? À, một số bạn biết này, rồi một số bạn đã xem video này rồi, rất là tốt. Và họ xoay cái video, à họ lỗi, họ xoay cái thí nghiệm này đi, đúng là họ xoay cái bàn này. Và có thấy một điều là gì nhỉ? Tổng tổng cái lượng nước ở hai cái hình vuông nhỏ ấy, nó sẽ vừa khít với cái lượng nước ở trong cái hình vuông lớn, và ngược lại, đúng không? Nước ở hình vuông lớn khi mà xoay thì lại vừa khít vào hai hình vuông nhỏ. Đó,
Chính cái điều này này, gọi là chính cái điều này, đây tất nhiên đây là chứng minh bằng mặt trực quan, đúng không? Đây là chứng minh trong thực tế và trực quan chứ không phải chứng minh bằng toán học, nhưng mà nó giúp mình khẳng định được, đúng nhỉ, giúp mình gần như là khẳng định được định lý Pythagore là rất chính xác, đúng không? Tại sao lại thế? Bởi vì là chúng ta biết rằng là đây là mình đang tính về diện tích, đúng không? Diện tích của hình vuông nhỏ này, b nhân b cộng diện tích của hình vuông lớn này, à, hình vuông trung bình này, c nhân c thì sẽ bằng diện tích của hình vuông to nhất Athena thông qua cái lượng nước ấy, đúng không? Nó hay ở đây. Thế thì thầy cho các con xem cái video này ấy, thì để các con ghi nhớ tốt hơn định lý Pythagore này, đúng không? Bởi vì những cái cách chứng minh bằng trực quan này này sẽ giúp con nhớ rất lâu. Xem một cái video này xong mà không bao giờ quên được cái video này luôn. Thầy xem một lần xong, thầy xem lần đầu tiên thầy thấy rất thú vị, nhớ mãi sau này. Đó, được không nhỉ? Nhá. Đây là cách chứng minh bằng mặt trực quan. Sau này khi con học thì chúng ta sẽ chứng minh bằng bằng toán học sau nhé. Rồi quay trở lại bài toán của thầy cho mình này nhé. Chúng ta đang có gì? Đây là định lý Pythagore nhá, một cái vũ khí đầu tiên đã con được cung cấp này. Tiếp đến là để chứng minh bằng cách lớp, để tìm diện tích của hình tam giác này bằng cách lớp 7 và lớp 8 ấy, chúng ta cần phải biết một cái khái niệm nữa là căn bậc 2. Căn bậc 2 là nó như thế này. Thầy ví dụ này, bình thường ấy, đúng nhỉ, một cái số a nào đó, đúng không? Tôi thử lấy số khác đi vì a nó trùng với bên trên. M đi, đúng nhỉ? Đó, một số m nào đó. Con biết rằng là mình bình phương lên thì mình ra là m nhân m, đúng không? Đúng nhỉ? Thế bây giờ đôi khi mình có cái m bình, mình muốn nó quay ngược trở về m. Thì người ta sinh ra một cái phép toán, người ta gọi là căn bậc 2. Người ta vẽ như này, một cái chữ V. Hơi giống chữ V đúng không? Đó. Khi mà chúng ta lấy căn bậc 2 của một cái bình phương thì nó sẽ quay ngược trở về ban đầu là bằng m. Đúng không? Đại loại ấy, đúng nhỉ? Đại loại là cái phép mà bình phương và phép lấy căn bậc 2 là hai phép ngược nhau. Được không? Sau này con sẽ được học những cái tiếp nữa, đó là ví dụ căn bậc 3, mũ 3 đúng không? Thì căn bậc 3 họ viết như này, họ ghi số 3 ở chỗ này. Đó, căn bậc 3 của một cái lũy thừa mũ 3 thì lại quay trở về gốc m ban đầu. Được không? Đại loại cái phép mà phép cái phép toán là lấy lũy thừa và phép toán mà lấy căn là hai phép ngược nhau. Được không con? Nhá. Rồi thì cho mình sẽ làm bài toán này 30 nhá. Giờ mình thử này. Chúng ta áp dụng định lý Pythagore vào đây đúng không? Chúng ta sẽ gọi độ dài của cái cạnh AB là C đi, được không nhỉ? Đây là C. Gọi độ dài cạnh này là A. Rồi, chúng ta đi tìm A và C. Chúng ta có điều đầu tiên là A bình cộng với C bình bằng 18 bình phương. Đúng không? Tiếp theo chúng ta có hiệu số giữa A và C là bằng 6. Cụ thể là A trừ C bằng 6. Đó đúng không? Chúng ta có một cái hệ phương trình. Hai phương trình hai ẩn chắc chắn sẽ giải được. Đúng không? Rồi chúng ta giải thôi. Đúng nhỉ? A bằng 6 cộng C chuyển ra đây. A bằng 6 cộng C. Thay vào đây. Đúng nhỉ? Thay vào đây chúng ta có này. 6 cộng C, 6 cộng C tất cả bình phương, đúng không? Cộng với cả C bình phương bằng 18 bình phương. Đúng không? Cái bài này này, các con sẽ gặp một cái trở ngại nữa. Con sẽ gặp một cái trở ngại nữa để tìm được A và C. Đó là như này nhé. 6, cái này này. Sau này con học hàng hàng thức đáng nhớ. Thì con có thể nhớ được là A cộng B bình phương thì bằng gì. Thế tuy nhiên khi chưa học hàng thức đáng nhớ thì con sẽ lấy là 6 cộng C nhân với 6 cộng C. Hai lần thôi, đúng nhỉ? Hai lần góc cộng với C bình phương bằng 18 bình. 6 nhân 6 bằng 36 này. Rồi, 6 nhân C cộng với 6C này. 6 nhân C tiếp, C nhân 6 là 6C này. C nhân C là C bình phương. Cộng với C bình phương bằng 18 bình. Được không? Cái này thì phù hợp hơn với cả các bạn lớp 6 và lớp 7 nhá. Các bạn lớp 5 có thể con nghe có thể sẽ hơi hơi thấy có hiểu một tí nhá. Rồi, tiếp tục này. Thu gọn lại C bình cộng C bình bằng 2 lần C bình. Được không? 6C cộng 6C bằng 12C. Đúng nhỉ? Thầy chuyển 18 bình. 36 trừ 18 bình. 18 nhân 18. Rồi, 36 trừ đi 324, 36 trừ 324. Sẽ bằng trừ 288.
và bằng không, bên này bằng không thì thầy vừa chuyển cái này sang bên này rồi mà, đúng không? Rồi chia chia bớt đi hai, chia vế cho hai, chúng ta có c bình cộng 6c trừ đi 144 bằng không. Các bạn mà làm theo phương pháp Pythagore ấy, phương pháp giải phương trình này, con sẽ gặp một cái khó khăn nữa ở chỗ này, mà thậm chí là đến đây ấy, con sẽ phải phải sử dụng kiến thức của lớp 9 cơ. Đó là giải phương trình bậc 2. Cái phương trình như này người ta gọi là bậc 2. Bình thường ấy, những cái phương trình mà con gặp ở khối tiểu học hoặc là lớp 6, lớp 7 ấy, thì nó chưa có xuất hiện, thường thường là không xuất hiện cái C bình trong trong phương trình. Nó chỉ có kiểu như là đấy, ví dụ như này này, có rất nhiều ABC nhưng mà đều là bậc 1, nó chưa có bậc 2. Thế nhưng mà nó xuất hiện một cái bậc 2 ấy, thì người ta gọi là một cái phương trình bậc 2. Cái phương trình này này, khi mà sau này con học ấy, thực ra nó không khó giải đâu, không khó giải. Và thậm chí là con sinh ra những cái máy tính sau này khi mà con học lớp lớn, đúng nhỉ, sinh ra những cái máy tính như này, đúng nhỉ, chắc hẳn là nếu mà con có anh chị ấy, ở nhà thì anh chị con sẽ có những cái máy như này, đúng không, nó sẽ có những cái máy tính như này đó. Và những cái máy tính như này ấy, thì sẽ giúp con giải cái phương trình này gọi là trong tích tắc luôn, đúng nhỉ. Hoặc là sau này con sẽ học mà không cần máy tính cũng giải những cái phương trình như này, được không? Thế nhưng mà ở trong cái phạm vi buổi học không cho phép, với cả dù sao đây cũng là cách lớp lớn, thì để cho nhanh ấy thì thầy sẽ bấm máy tính giải cái này nhé, được không nhé. Còn cái cách giải phương trình bậc hai sau này con sẽ được học, được không nhé. Thầy sẽ bấm thật nhanh một vài thao tác nhé, có thể con sẽ nhìn thấy hơi lạ một tí đây đó. Sau khi con vào cái phương trình bậc hai này, con sẽ bấm tiếp các cái hệ số. C bình là một, đúng không? C bình là một, con bấm số 1 này, 1 bằng này. Đó, sau đó là C là bằng 6, bấm số 6. Bấm số 6, 6 bằng. Rồi cuối cùng là trừ 144, bấm trừ 144. Rồi, đó nhé, ba cái. 1, 6, trừ 144, bấm bằng. Nó sẽ giải cho mình hai cái, gọi là hai cái giá trị của ẩn. Sau này con sẽ được học cái này, người ta gọi là nghiệm nhé, nghiệm của phương trình đó. Cái phương trình bậc 2 này có hai nghiệm, nó hơi bị lẻ một tí con ạ, nó hơi bị lẻ. Thầy ghi lên bảng nhé, con tính được hai cái nghiệm đó bằng một cái nghiệm c, thầy gọi là c1, bằng trừ 3 trừ đi 3 căn 17. C2 con tính ra là bằng trừ 3 cộng với 3 căn 17. Hai cái nghiệm này nó hơi lẻ đúng không, căn căn dính căn đến hơi xấu một tí. Họ cố tình, cái con họ cố tình cho xấu để các con, để họ hướng các con giải theo cái cách ghép cái Lego kiểu kia ấy đó. Còn để họ chắc chắn rằng là những bạn, kể cả những bạn là biết biết cách làm Pythagore ấy, các con làm đến đây này, làm ra đến cái phương trình bậc hai này, thì sau đó nếu như không biết giải phương trình bậc hai thì cũng không làm được, bởi vì cái nghiệm của nó rất là lẻ. Bây giờ mình tìm ra hai cái giá trị c nó xấu như này thì làm nào tiếp bây giờ? Nhiệm vụ của chúng ta là phải đi tìm, rồi chúng ta có một cái giá trị bên trên á, trừ 3 là số âm, lại trừ thêm một lượng là 3 lần căn 17 nữa, chắc chắn là âm. Cái này là bị âm rồi, độ dài cạnh không thể âm được, vậy chúng ta loại loại trường hợp trên, chỉ còn một giá trị là 3 căn 17 trừ 3 thôi. Chúng ta chắc chắn ra cạnh C bằng 3 căn 17 trừ đi C. À, thầy xin lỗi, trừ đi 3. Thầy viết ngược lại thôi mà, đúng không? 3 căn 17 trừ 3, cái này chắc chắn là dương rồi. Cái này là dương. Thế nhưng mà tìm được C rồi, đúng không? Tìm được C rồi, chúng ta phải tìm tìm A. A này, vừa nãy A bằng gì nhỉ? Chúng ta có A thì lớn hơn C là 6 đơn vị. Vậy A sẽ bằng cái này cộng thêm 6 này. 3 căn 17 trừ 3 cộng 6 có nghĩa là cộng thêm 3, đúng không? 6 trừ 3 là 3 mà. Rồi, chúng ta tìm ra được A và C rồi. Thế nhưng mà lại để tính được diện tích. Tính diện tích thì cái gì nhỉ? Con nhỉ? Diện tích của tam giác là 1 phần 2, hai cạnh này nhân với nhau đúng không? Rồi, chúng ta có là 1 phần 2 nhân với 3 căn 17 trừ 3 này. Đúng nhỉ? Nhân với, để xóa bảng đi nhé. Nhân với một cái lượng là bằng, lượng tiếp theo là 3 căn 17 cộng 3. Đúng không? Đó, 1 phần 2 tích của hai cạnh. Đến đây lại tiếp tục gặp một cái khó khăn nữa dành cho những bạn mà sử dụng cách Pythagore. Đó là
chúng ta phải thu gọn cái này lại. Thực ra là nhân tung ra, nếu bạn nào mà nhớ hằng là thức đáng nhớ, không biết là buổi một số buổi đầu thì có chia sẻ với con hằng là thức đáng nhớ ấy là gì nhỉ? Có hằng là thức là x bình trừ y bình, x bình phương trừ y bình phương nó sẽ bằng là x trừ y nhân với cả x cộng y. Bây giờ con có nhớ cái này không? Nếu con nhớ được cái này luôn thì tốt. Tức là cái này này, vẫn là các số đó nhưng mà giấu một cái trừ một cái cộng, mình áp dụng hằng thức đáng nhớ, mình sẽ có ngay cái này nó bằng 3 căn 17 tất cả bình phương, đúng không? X bình mà, trừ đi y bình, trừ đi 3 bình phương, đúng không? Nhân với 1 phần 2 nữa, nghĩa là tất cả chia cho 2, đúng không? Rồi thì tính nốt nhé. Nó sẽ bằng là 3 bình là bằng 3 bình là bằng 9, 17 căn 17 bình phương. Căn 17 bình phương thì con biết rằng là cái phép lấy căn và phép lũy thừa bậc 2 là hai phép ngược nhau. Vậy căn và bình phương nó triệt tiêu nhau, nó sẽ bằng 17. Về lại giá trị gốc 17. Trừ đi 3 bình là bằng bằng 9, đúng nhỉ? Vậy cuối cùng 9 nhân 17 trừ 9, con sẽ ra được cuối cùng là bằng 72, đúng không? À còn chia 2 nữa. Đúng nhỉ, chia 2. Đáp án cũng bằng 72. Con chỉ với những bạn mà chưa nhớ được hằng là thức đáng nhớ, con hoàn toàn có thể nhân nhân từ từ. 3 căn 17 nhân 3 căn 17. 3 căn 17 cộng nhân với 3, đúng nhỉ? Tiếp tục trừ 3 nhân cái này nhân cái này. Đó, hằng đẳng thức đáng nhớ để giúp con tính nhanh hơn. Đúng nhỉ? Thay vì việc là mình nhân thủ công lần lượt thì mình nhớ cái này mình ra ngay x bình trừ y bình, được không? Thế thì đây là cái cách mà thầy chia sẻ với con thêm thôi. Đó là chúng ta sử dụng kiến thức của lớp lớn, những cái vũ khí tối tân hơn. Đúng nhỉ? Pythagore này, hằng đẳng thức đáng nhớ này, đúng nhỉ? Giải phương trình bậc 2 này, nó đều là cái của tầm lớp 7 trở lên thôi ạ. Đó, thế thì thầy chia sẻ như vậy để con tham khảo thôi. Còn đi thi ấy, thì thực ra cái thi Amos là thông thường là dành cho các bạn lớp 6. Do vậy là chúng ta thiên về việc là làm những cái cách của lớp 6 hơn nhá, được không các con? Rồi, ok. Như vậy là thầy trò mình làm xong bài tập số 30 rồi, đúng không nhỉ? Toàn bộ cái đề năm 2011 này đã vòng 1 đã được làm xong. Buổi sau thầy trò mình sẽ bước sang cái đề này như của vòng 2, đúng không nhỉ? Những bài toán thú vị vẫn đang chờ đón các con ở phía trước, được không nhỉ? Rồi các con ơi, bây giờ thì cũng đã muộn rồi, đúng không nhỉ? Thầy trò mình sẽ kết thúc buổi học ngày hôm nay tại đây nhá. Thầy rất cảm ơn các con đã đồng hành cùng với thầy trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở buổi học tiếp theo của lớp Manage Online nhá. Buồn ngủ rồi đúng không? Rồi đến giờ đi ngủ rồi. Chúc các con một tuần mới học tập thật là hiệu quả và nhiều niềm vui nhé. So goodbye and see you next time. Bye bye.